là yêu cầu là hãy đi tìm là tọa độ của X để mà thằng gradient nó bằng không ha. Thì đầu tiên mình sẽ có là gradient này, gradient tức là y phẩy thì nó sẽ bằng Em là vừa gửi hai cái solution của cái đề thứ rồi. Gradient là y phẩy nha, thì y phẩy nó sẽ bằng là 6. Mình nháp cái thằng là giúp trừ mình viết lại nè, mình nháp cái thằng là 3 phần x bình phương một xíu, thì mình sẽ viết thành là 3 x mũ trừ 2, mình điều viết như thế, ok ha. Rồi số 3 là constant, mình đem ra ngồi luôn, mình đi đến nè ha, trừ 2 mình đưa xuống, nó đang là trừ 2, mình trừ thêm 1 là trừ 3, trừ 3 mình viết thành phân số luôn, thì mình sẽ được là trừ 6 phần x mũ 3, ok không? Yeah. Vậy mà nó có sẵn dấu trừ nữa, vậy thì đây mình suy ra được là cộng cho là 6 phần x mũ 3 ha. Yeah. Ok, có gì thêm không? Yeah. Xóa nha. À. Nó cho mình là gradient bằng 0, tức là y phẩy bằng 0, mình cho phương trình y phẩy bằng 0, mình tìm ra x ha. Y phẩy nè, bằng 0 nè, thì mình suy ra được là 6 cộng cho là 6 phần x mũ 3 sẽ bằng 0. Từ đây mình suy ra được là 6 phần x mũ 3 mình bằng trừ 6. Mình sẽ nghịch đảo ha. Mình nghịch đảo. Như thế này thì đâu có cái số nào mà cho nó bằng 0 đâu. Tìm cái tọa độ x để điểm, để điểm của phương trình này để mà nó bằng 0. Ok, để sao ok, cứ làm bình thường đi. Rồi, vậy mình sẽ ra được là mình nghịch đảo ha. Cái này mình sẽ nghịch đảo. Mình được là x mũ 3 phần 6 mình bằng là 1 phần trừ 6. Rồi đây mình sẽ ra được là x mũ 3 mình bằng là trừ 1. Mình sẽ ra được là x mũ 3 sẽ ra được x nó cho mình là trừ 1. Rồi, thắc mắc gì nữa ha? Dạ không. Ok, đi ha. Cái này là trong cái này thì theo cái đề mục mà bạn gửi thì nó sẽ là differentiation đó. Oh. Ok. Chắc nghĩa là cái này chắc giải hết cái đống này thì được ha. Ok. Rồi xong câu 1, có gì thắc mắc ha? Gì có thắc mắc ha? Còn chậm lại đi sau vào thì báo. Cái khúc quan trọng nhất là y phải bằng không ở cái khúc đó. Ha. Dạ không. Rồi bài 2. Bài 2 là viết phương trình tiếp tiến tại góc tọa độ ha. Rồi. Để viết được phương trình thăng trình lai đó, mình cần hai thông tin. Thứ nhất là gradient ha. Và thứ hai là điểm add. Tọa độ là x0, y0. Mình có đủ hai thông tin này ha. Mình cháo lại đi ha. Mình cần hai thông tin là add tại là x0, y0 và điểm và gradient tại cái add này ha. Sau khi mình có m, có x0, cái 0 rồi thì mình sẽ được phương trình thăng trình la là y nó bằng là m nhân cho x trừ cho x0 cộng cho y0. Ok ha. Yeah. Và mình áp dụng trong trường hợp này là at origin. Origin nó là 0, 0. Được không? Được không? Yeah. Mà m thì nó bằng y phẩy. Thì y phẩy nó sẽ bằng là 4, là 6 x bình phương. 6 x bình phương mình trừ cho 3. Ok chưa? Yeah. Rồi mình căn cứ vào chỗ add á, mình sub x vào mình tính được m. Ok ha. Vậy là mình có được m và có được x0, y0. Rồi, sau đây là trình bày vô nè. Đầu tiên là tính y phẩy trước nè. 6 x bình nè, trừ cho là 3 nè. Suy ra m nè. M sẽ bằng là y phẩy tại 0 nè. Ha. Thì nó sẽ bằng là trừ trừ 3 nè. Rồi từ đây mình suy ra được luôn. Mình tóm tắt nè, ha, mình sẽ có được hai thông tin nè. Thứ nhất là add cần tính á, là có tọa độ là 0, 0 và m thì nó bằng là trừ 3. Từ hai điều này mình sẽ ra được phương trình của là thăng trình lai là y nó bằng là trừ 3 nhân cho x trừ cho 0 và trừ cho 0 và nó bằng là trừ 3x.
event trivert ha. D. Rồi, có thắc mắc gì thôi à? Dạ không. Rồi, câu 2 xong. Câu 3. Câu 3 là stage report. Rồi. À, cái khái niệm là stage report là nghiệm phương trình y phẩy bằng không nha. Như này nè, nó sẽ là y phẩy bằng không. Vậy là bây giờ mình cho y phẩy rồi mình giải phương trình y phẩy bằng không thì mình sẽ có được là stage report ha. Vậy đầu tiên mình sẽ có được y phẩy nè, mình sẽ bằng là 12 x bình mình trừ cho 12. Y phẩy bằng không thì mình chia ra là 12 x bình trừ cho 12 bằng không. Đây mình giải, nếu bấm máy tính thì giải bấm máy tính, còn không mình giải bằng tay thì mình rút 12 ra. Mình được là x bình trừ 1 bằng 0. Và mình có được là x bình trừ 1 bằng 0, tức là x bình bằng 1. Và mình chia ra x bằng 1 và x bằng trừ 1. C ha. Rồi, có thắc mắc gì thôi à? Dạ không. Rồi, xong câu 3. Câu 4. Câu 4 nó yêu cầu mình là đi... đi tìm những chỗ mà nó là positive gradient ha, gradient ha. Thì positive gradient tức là y phẩy nó phải là lớn hơn không. Mình tính y phẩy rồi mình cho lớn hơn không, mình giải một cái inequality. Ok ha. Yeah. Tính y phẩy thì mình ghi ra y phẩy nha. Y phẩy thì nó sẽ bằng như thế này nè. Mình áp dụng là product rule ha. Mình ôm lại product rule ha. Product rule tức là uv derivative thì nó sẽ bằng là u phẩy v cộng cho u với phẩy là product rule. Với u và v là two function of x, tức là hai cái function chứa x ha, đúng không? Rồi yeah. Mình áp dụng mình sẽ có được là y phẩy tức là f phẩy đó ha, f phẩy x. Mình áp dụng quy tắc trên, mình xem cái này là u nè, mình coi cái này là v nè. Và mình sẽ được là x trừ 3 square gram nhân cho là x. Cái này mình có một cách nữa mà mình viết gọn, cái này mình rút gọn cái hàm được nha. Từ nha. Dạ. Rồi cái này mình rút gọn cái hàm được, nên là mình dùng cách rút gọn hàm chứ mình tính cho nó dễ ha. Giờ cái hàm mình rút được, cái hàm mình rút lại nha, trước khi mình làm thì mình rút gọn ha. Là x trừ 3 nhân cho là x trừ 3 nhân cho là x cộng 3 nhân cho là x cộng 3. Ok chưa? Dạ. Hai thằng này thì mình gom lại nè, mình được là x trừ 3 nhân x cộng 3, mình áp dụng hàm đẳng thức mình được là x bình trừ 9. Ok chưa? Dạ. Tương tự hai thằng này mình cũng gom lại luôn, mình lại được là x bình trừ 9 nữa. Vậy nó giống nhau như cho nhau, mình được cái này là bình phương. Được chưa? Đó. Dạ. Thì mình sẽ áp dụng ba vừa rồi, nó gọn hơn ha. Làm cái này cũng được nha, nhưng mà nó lâu thôi ha. Rồi mình ôn lại ba vừa rồi tức là u nè, mình là mũ n nè. U mũ n mình derivative thì sẽ bằng là n nhân cho u phẩy nhân cho u mũ n trừ 1. Được ha. Yeah. Và từ đây mình suy ra được f phẩy x, n thì bằng 2, u phẩy thì nó bằng là 2 x và x bình phương trừ cho 9, nó mũ 2 thì bây giờ mình còn lại là mũ 1 khỏi mũ. Rồi mình viết gọn lại, mình được là 4 x mình nhân cho là x bình mình trừ cho 9. Rồi cái gì thắc mắc hỏi à? Dạ yeah, không. Rồi ở đây nó yêu cầu mình là y phẩy lớn hơn không, tức là f phẩy lớn hơn không. Thì mình suy ra 4 x bình trừ cho 9 lớn hơn không nha. Phần này thì đa phần người ta sẽ cho mình dùng máy tính, em bấm từ box công trình này ra bao nhiêu ha. Xử lý xong mình hướng dẫn là bằng tay ha. Nó cũng em hết pin đang sạc rồi. Ok, vậy mình giải bằng tay nè ha. Rồi mình tưởng tượng nha, mình sẽ có được ba, mình để giải bất phương trình á thì đầu tiên mình cho nó bằng không, mình giải nháp thì mình được ba nghiệm là 0, 3 và trừ 3, được chưa? Dạ. Cho nó bằng không, bước số 1 là cho bằng không để giải, sau đó mình sẽ kỳ bảng xác dấu, mình được là x nè, mình được là f phẩy x nè. Bắt trước thì mình luôn luôn bắt đầu từ negative infinity, cái này mình sắp xếp từ nhỏ đến lớn mình đều lên là trừ 3, này sẽ là 0,
thì sẽ là 3 và kết thúc là infinity. Những cái này là những cái mà f phải nó bằng 0. À. Ok chưa? Rồi bây giờ mình nhẩm nhân, mình nhân vào mình sẽ được là 4x mũ 3. Mình trừ cho là 36x. Ok ha? Yeah. Rồi mình chỉ quan tâm thằng A thôi. Thằng A là thằng cái thằng hệ hệ số của bậc cao nhất thì nó bằng 4. Được chưa? Dạ. A thì bằng 4, nó lớn hơn 0. Ok chưa? Dạ. Dạ. Rồi khi mà ở đây mình có là phương trình bậc 3 nè, nó có đủ 3 nghiệm. Với A lớn hơn 0, mình áp dụng quy tắc như sau. Mình đi từ bên phải vào thì nó sẽ cùng dấu với A. Cùng dấu A này nha. Đi vào 0 đổi dấu, đi vào 0 đổi dấu, đi vào 0 đổi dấu. Được chưa? Thì là quy tắc xét dấu của bậc 3 với là A lớn hơn 0. Chú ý nha, nó có 3 nghiệm và A lớn hơn 0. Chú ý ghi không quên nè, quy tắc xét dấu của hàm bậc 3 với A lớn hơn 0 và có 3 nghiệm, nó có 2 nghiệm, nó có 1 nghiệm thì phải là mình khác nữa, không nó không giống ha. Và bây giờ mình nhìn lên mình thấy chỗ nào mà nó lớn hơn 0 thì mình lấy là dấu cộng đó ha. Ok hết, mình xuống nhớ cho sạch nè. Và từ đây mình suy ra đáp án ha, là trừ 3 cho đến 0 và union với 3 cho đến infinity b ha. Rồi có chỗ nào mà chưa rõ gì đó thì hỏi ha. Dạ lại cái khúc ở trên lúc mà làm derivative này, lúc derivative thì mình áp dụng bao rule ha, ghi lại bao rule nè, là u mũ n derivative nè nó bằng là n nhân cho u phẩy nhân cho u mũ n trừ 1. Ok không? Yeah. Rồi mình áp dụng nè. Mình áp dụng mình derivative cho là x bình nè, mình trừ cho chính nè, mình bình phương derivative nè. Ok chưa? Yeah. N đây là n là 2 nè, nhiêu nè. U là x bình trừ chính nè, được chưa? Rồi mình áp dụng n mình đưa số này là 2 nè, được chưa? U phẩy là x bình trừ chính đạo hàm, thì ra cho là 2x nè. Được không? Yeah. U mũ n trừ 1 đang là mũ 2, mũ mất đi 1 thì còn lại mũ 1 là bình phương trừ chính nè. Đây ha. Đây. Nha. Đó, đây, yeah. Là, đây là cái góc mà mình thấy rằng là 2 nhân cho 2x thì nó bằng cho mình luôn là 4x, nên mình cứ còn lại. Được chưa? Yeah. Rồi, hỏi tiếp đi ha. Ok là số nha. Ok chưa? Ok là số nè. Dạ, dạ được rồi. Ok, hỏi tiếp đi ha. Khi mình, yeah, đi, khi mình đi thi á, mình gặp cái bóc phương trình này thì mình bấm cho nó lệ vì trong máy nó hỗ trợ ha. Ha. Yeah. Còn một trường hợp không cho cầm máy tính thì bắt buộc mình phải bị cái bảng này để mình lấy kết quả. Chú ý cái bảng ha. Rồi xong 14 ha, xong bình không. Bài năm nó yêu cầu đi tìm là average rate of change ha. Cái này rất là quen thuộc ha. Bài này em làm thử ha. Thử ra mà. Nhìn vô thử nha. Không biết làm thì báo liền nha. Không biết làm thì làm ha. Mà có bấm máy tính bấm được không? Ở không thì sao thì gắn gắn tính nhẩm ha. Không. Nhìn vô nha. Cảm giác biết liền thì báo là để mình là làm nha. Còn không thì không biết làm thì báo liền để mình làm nha. Khỏi tốn thời gian nha. Đó. Có tính f phẩy này. Còn cái này không tính f phẩy, cái này là average rate of change mà. Yeah. Rate of change thì mình mới tính f phẩy, còn average thì mình không tính f phẩy. Thì chắc mình ôn lại kiến thức luôn ha. Average rate of change ha. Thì average rate of change nó phải trên một cái đoạn là A đến B. Thì nó sẽ bằng cho mình là mình quy tắc này nha, là AVG nó sẽ bằng là F tại B trừ cho là F tại A, nó chia cho là B trừ cho A ha. Thì trong trường hợp này là B trừ cho A tức là 2 trừ cho 1 ha, không? Yeah. Không F tại B là F tại 2, nháp ra ngoài này ha. F tại 2 thì nó sẽ bằng là 4 trừ cho là A phần 8. Ok không? Yeah. F tại 1 thì nó bằng là 1 trừ cho là A phần 4. Ok chưa? Yeah. Lấy F2 trừ F1 tức là lấy cái trên trừ cái dưới. Được ha? Yeah. Lấy cái trên trừ cái dưới là bằng 3. Được chưa? Ok không? Yeah. Cái trên trừ cái dưới là chỗ đây là trừ nè. Cái này là trừ nó thành cộng nè. Thì nó sẽ cháo lại nó bằng là A mũ 4, A chia 4 trừ A chia 8. Ok chỗ này không? Yeah.
Không thì ghi chậm lại xíu đi ha, không không hiểu ha. Thì nó sẽ là trừ a chia 8 cộng cho a chia cho 4, tại vì nó là dấu trừ mà nó trừ thì nó thành cộng ha. Ok không? Được không? Yeah. Rồi rút gọn nè, rút gọn mình đây bằng chứ không phải là lấy 2 trừ 1 thôi. Đâu có đấy nào, 2 trừ 1 là ở dưới mà mình đang nhắc ra trên đây mà. Ở trên đây nè. Nè. À. Mình đang tính FB trừ FA đó, FB là F2, còn FA là F1. Được không? Dạ. Yeah. Còn 2 trừ 1 là ở dưới rồi, thấy không? Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ lấy, sau đó mình lấy F2 trừ F1 là lấy cái thằng ở trên trừ thằng ở dưới. Mình thấy rằng là 4 trừ 1 mình bằng 3 thì nó dễ, được chưa? Yeah. Tương tự là trừ a phần 8 này, mình trừ cho trừ a phần 4 thì thành cộng, ok chưa? Dạ. Giờ mình viết đồng mình rút cuộc 2 này bằng nữa ha. Cái 1 tích chung là 8 ha, được chưa? Thì giờ này sẽ là trừ a, đây sẽ là cộng cho là 2a, ok chưa? Hai số này, hai số này mình lấy luôn chữ trừ nha. Mình nhìn lên ha, mình viết đồng là 8. 8 thì cái này nó không thiếu gì cả, cái này thiếu 2, nhân tiểu 1 cho 2, được chưa? Vậy cái này mình rút cuộc mình sẽ được là 3 cộng cho là 2 trên 8 ha. Dạ. Mà theo đề bài người ta cho mình cái này nó bằng 4 ha. Ok chưa? Bây giờ mình đi tìm A ha. Rồi ở dưới bằng 1 thì mình khỏi viết ha. Ở dưới bằng 1 mình bỏ luôn. Vậy mình sẽ được cái phương trình là 3 cộng cho A trên 8 bằng 4. Được không? Vậy sẽ được là A trên 8 ha. Mình bằng 1 ha. Rồi a bằng 18. Rồi, thắc mắc gì hỏi không? Dạ không. Ok. Xong bài 5 ha. Thứ bài 6. Bài 6 là đi tìm là maximum value. Tìm maximum value nha, ok chưa? Cái này người ta gọi là đi tìm global rồi. Bước số 1 là mình phải chỉ ra cái đoạn mà người ta yêu cầu mình làm, rồi tắt là cái đơn. Người ta chỉ cho mình là trừ 1 cho đến vô cùng thôi ha. Bước số 2 là mình đi tính f phẩy rồi giải phương trình f phẩy bằng 0. Mình đi tính f phẩy trước ha. Thì f phi x nó sẽ bằng cho mình là áp dụng là product rule ha. Cái này là u, cái này là v nha. U nè, v nè. Vậy là u nhân v thì nó bằng là u phẩy nhân cho v. Nó trừ cho là u nhân v phẩy. Nó cộng u nhân v phẩy nha. Đây mình ra được là 4 x bình nhân cho e mũ chữ x. Có ok chứ này không? Không thì làm chậm lại xíu à. Dạ được rồi thầy. Được đúng không? Để nhận tại sao có dấu trừ phải để ý nha ha. Ha. Trong công thức là dấu cộng, nhưng mà trong trường hợp này nó là mình tính được ra là dấu trừ nha ha. Rồi. Mình giải phương trình f phải bằng 0. Mình viết gọn lại xíu. Mình sẽ rút cái thằng là e mũ trừ x làm của mình factor, mình sẽ được là 8x mình trừ cho là 4x bình. Rồi mình giải phương trình f phải bằng 0 thì mình được là e mũ trừ x nhân cho 8x trừ cho 4x bình bằng 0. Mình áp dụng phương trình cái thằng e mũ này nó luôn 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 lớn không nha, tạm nghĩ là đồ thị của nó nè, đồ thị của nó luôn nằm trên trục của x, ok ha. Đó. Nên là nó sẽ luôn luôn lớn hơn không, vậy nó bằng 0 là chỉ cần cái bên trong nó bằng 0 thôi. Và mình sẽ ra được là 8x trừ cho 4x bình bằng 0. Mình giải giáp bên ngoài nè, mình rút 8x ra, rút 4x ra ha, thì mình còn được là 2 mình trừ cho x. Vậy phương trình này có hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2. Rồi, cái gì thắc mắc thôi không? Dạ không. Rồi, ở đây là đi còn tìm maximum value nha. Sau đây mình đi tìm như sau. Rồi, sang bước số 3. Bước số 3 là mình đi tính f tại hai đầu mút. Đầu tiên là f tại trừ 1. Rồi f tại vô cùng. Rồi f tại 0. Rồi f tại 2. Nhắc lại bước số 3 nha, là tính f tại hai đầu mút và f tại những cái nghiệm mà mình vừa giải, f là nghiệm của phương trình f phải bằng 0 đó nha. Thì trong trường hợp này là 4 cái f, ok ha. Rồi mình xếp vô này ha. Đầu tiên là tại là trừ 1 nè, mình xếp vô.
mình được là 4e, được không? Yeah. Rồi tiếp tục. F của vô cùng mình trừ cuối cùng thì mình thấy sau đây ha. F của 0 thì nó sẽ bằng 0 do cái thằng này nha. F tại 2 thì mình sẽ bằng là 16 mình chia cho là e bình phương. Ok không? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình tính F tại vô cùng nè. F tại vô cùng á thì cái cục này nó sẽ bằng vô cùng. Được chưa? Dạ. Yeah. Rồi, F tại vô cùng á thì mình xếp vô đây mình sẽ được là e mũ trừ vô cùng. Ok chưa? Dạ. Yeah. Mà e mũ trừ vô cùng thì nó bằng 0 ha, vậy là 0 nhân số bên cạnh nó cũng bằng 0 luôn. Ok chưa? Dạ. Và bây giờ mình so sánh tất cả bốn số, cái nào mà lớn nhất thì mình chọn nha. Thì mình nhẩm được là số này là số lớn nhất nè. Đó. Không tin thì lấy máy tính bấm ha, lấy máy tính bấm ha. Mình chỉ cần so sánh số 1 với loại số 3 thôi, số 1 là số 4 thôi, thấy ha. Đó. Và trong trường hợp này là maximum value nó sẽ bằng là câu B ha. Còn trường hợp nó hỏi là x tại đâu thì đạt được maximum value thì đáp án sẽ là trừ 1 ha. Được không? Dạ. Rồi, xong câu 6 ha. Rồi, có gì thắc mắc thì hỏi đi ha. Ba bước rõ ràng ha. Dạ không. Trong trường hợp này nếu nó hỏi mình là minimum value á thì mình sẽ ra được là bằng 0 ha. Ha. Dạ. Còn nó hỏi mình là giá trị mà nó đạt giá trị của x mà để nó đạt được minimum value á thì mình sẽ là 0 nha. Khỏi ghi vô cùng đi ha. Ha. Rồi. Ba bước rõ ràng nha. Gì thắc mắc thì hỏi nha. Ha. Ok, ok hết chưa? Ok thì sang bài 7. Rồi, bài 7 là gradient của thang sinh nè. Rồi, đến đường cong y bằng là e mũ là trừ x trừ 1 nè. Tìm cái điểm mà ở đó mà cái đường cong á nó đi ngang với trục OY. Mình dịch thuật nghĩa là tìm cái điểm đó nha, mà đường cong. Bài toán yêu cầu này nha, là đi tìm gradient của tangent. Add đó nha, add nè, ha. Ad là cái ad là tức là tại cái điểm á, là giao điểm của đường cong với lại là y axis, được chưa? Yeah. Mình nghĩ đây nè, cái dạng này mình làm rất là nhiều ở cái máy thuật 1-2 đợt trước mình học ha. Mình nghĩ là dễ hình dung rồi nha. Mình giả sử đây là cái đường cong của mình, được chưa? Là đường cong ở đây nè. Ok chưa? Yeah. Thì để cái điểm ad á, đây điểm ad đây. Ad là giao điểm của đường cong. Mà mình ghi phương trình đó là y, đây là đường cong nè, y bằng là e mũ trừ x trừ 1. Thì giao điểm giữa đường cong và y axis nó sẽ là điểm này. Ok chưa? Giờ mình đi tìm cái điểm này. Được chưa? Làm có được điểm E. Được chưa? Ok không? Yeah. Rồi mình nhìn vào điểm này á thì mình thấy rằng là nó sẽ có x bằng 0. Đây nè ha. Đó, y nè, x nè. X bằng 0 nhìn lên nè, được chưa? Ok không? Ha. Yeah. Mình có được tọa độ điểm E nè. Là x bằng 0. Bây giờ đi tìm y. Điểm này thì nó nằm ở trên cái đồ thị này nè. Mình kết bằng 0 rồi mình xúc vào mình tìm được y. Thì y cũng y bằng bao nhiêu nè? Y mình sẽ bằng là cũng bằng 0 luôn ha. Nhìn ha. Nha. Đó. Hiểu không? Dạ hiểu. Nhắc lại nha, mình biết nó là nó nằm trên là y axis nên là cái thằng x bằng 0. Và nó nằm trên là đường cong luôn, nên mình xúc vào phương trình nó thỏa thì mình có được là e mũ của 0 á, e mũ trừ 0 thì nó bằng 1, 1 trừ 1 cũng bằng 0. Ok ha. Yeah. Rồi và cái hình mình xài xong rồi, không xài nữa, xóa cho nó gọn các bạn. Và mình có điểm mệt rồi thì bây giờ người ta yêu cầu mình đi tìm gradient của tangent thì đi tính derivative rồi sub và thôi. À. Rồi và mình sẽ có được là y phẩy nè, mình sẽ bằng là trừ của e mũ trừ x, được không? Yeah. Từ đây mình suy ra là m tại e là m tại 0 á, à. Thì m nó sẽ bằng là y phẩy tại 0 thì nó sẽ bằng cho mình là trừ 1 ha. Rồi, không mất gì nói à? Yeah. Ok, vậy là trừ 1. Đó. Đây, có mất gì thêm thôi à. Cái quan trọng là mình đi tìm điểm add theo cái nó describe đó ha. Ok ha. Yeah. Rồi.
Câu tiếp theo là câu số 8. Câu số 8 nó cho mình là Stationary Boy là 4, yêu cầu tìm tìm kêu ha. Này giống như là nó chích mấy cái đề cũ VC ra nó cho á. Thì thấy nó vương vẹt. Rồi, là bình thường này ha. Đầu tiên là mình hiểu nha, Stationary Boy là ứng với là phương trình y phải bằng không. Nghe chưa? Yeah. Và đầu tiên mình tính y phải trước. Y phải thì đầu tiên mình ra 1. Cái thằng là Q phần x, phương mình tính nháp ha. Đầu tiên là cái thằng Q nó là constant mình đem nó ra ngoài, được chưa? Nó chỉ còn lại là 1 phần x bình thôi. Mình đá là mình được là x 1 chữ 2. Nghe chưa? Yeah. Rồi mình tính sẽ bằng là Q nhân cho chữ 2 nhân cho là x mũ trừ 3. Nghe chưa? Yeah. Mình viết còn lại mình được là trừ 2Q mình chia cho là x mũ 3. Ok ha? Yeah. Vậy 1 trừ cho là 2Q chia cho x mũ 3. Ok mình số nhé. Được không? Yeah. Rồi. Bây giờ mình sẽ giải, mình đi tìm x. Và khi mà có được x á, thì mình ra được là mình đi tìm quy ha. Mình sẽ có này nha, là phương trình y phải bằng 0. Mình chia ra được là 1 trừ cho là 2Q chia cho x mũ 3 bằng 0. Ok chưa? Yeah. Vì cái phương trình này nó có nghĩa bằng 4 này, nó cho mình rõ nè. Được chưa? Vậy yeah. 4 nó thuộc mạng phương trình này, mình xếp vào để khỏi giải. Mình được là 1, mình trừ cho 2Q 4 mà mũ 3 thì mình sẽ được là 4 mũ 2 là 16, 4 mũ 3 là 64 ha. Vậy thì mình sẽ giải được là 1 trừ cho Q phần 32 bằng 0. Vậy là Q bằng 32. B ha. Rồi, coi thắc mắc gì thổi đi ha. Rồi, bài số 8 xong rồi, bài 9. Không có bài 9 đâu. Hết rồi đúng không? Không có bài 9 đúng không? Ok. Rồi, tới đây. Bắt đầu đi tới tốc độ ha. Đầu tiên là 4 câu đầu tiên. Nó còn có 5 nữa, mình sẽ có không đủ rồi. Có 4 câu chứ. Rồi, đầu tiên nó yêu cầu mình tính là F phải. Ha. Trong trường hợp này thì em làm UV, thì bây giờ mình sẽ làm UV cho em ha. Rồi, mình sẽ có F phẩy nha. Mình đầu tiên là mình sẽ có là F phẩy nè. Mình ghi công thức trước nè, để cho nó quen nè. Đây là U phẩy nè, nó nhân cho V nè. Trừ cho là U nè. Nhân cho V phẩy. Rồi, thắc mắc đâu thở nha. Rồi mình tính nháp từng cái mình điền vào cho nó gọn nha. Mình được, cái này mình tính nháp rồi nha. Mình áp dụng là bao vừa ru, ok chưa? Rồi. Yeah. Hai mình đưa xuống U phẩy thì mình ra 1. Nó đang là mũ 2, nó còn lại mũ 1. Ok chưa? Yeah. Rồi mình rút cột mình điền vào luôn. Mình chỉ được là 2 lần nhân cho là x trừ 3 nhân cho là x trừ cho 6. Ok chưa? Yeah. Cái sau thì cái này mình điền quy tiệp thì nó bằng 1 bỏ luôn. Vậy mình được là trừ của là x trừ 3 bình phương. Ok chưa? Yeah. Rồi. Vì cái này nó có liên quan đến câu sau nên đây mình rút gọn một xíu. Trong trường hợp này mình sẽ rút x trừ 3 làm công bình factor ha. Ok ha? Yeah. Mình rút x trừ 3 làm công bình factor nè. Mình sẽ được. Còn không thì mình nhân phân phối vào mà mình phá cái này cũng được. Nó như nhau à. Nhưng mà mình thấy x trừ 3 hay hơn. Nha. Rút x trừ 3 làm công bình factor. Thì bên trong này mình còn được là 2 x trừ 6. Mình trừ cho là x trừ cho 3. Ok chỗ này không? Yeah. Rồi mình rút gọn chỗ này. Chỗ này mình sẽ được là 2x mình trừ 12 nên là trừ x mình cộng cho 3. Ok chưa? Yeah. Rồi mình điền lên mình sẽ được là x trừ 3 mình nhân cho là x mình trừ cho 9. Rồi, thắc mắc gì hỏi à? Dạ không. Rồi. Tương tự nha, mình giải phương trình là f phải x lớn hơn 0, lớn bằng 0 ha. Cái này chắc bạn làm có thể đúng không nè, cái này là sai rồi nè ha, coi thử. Mình làm sai rồi.
mình nhắm được là x bình phương này mình sẽ là trừ 12x mình cộng cho 27 đúng không? À, làm sao để coi thử bằng sai hay đâu? Không biết bạn đang làm đi tính derivative kiểu gì ha? U phẩy là bạn tính đúng rồi nè, u phẩy tính đúng rồi ha. Nha. U phẩy nhân v mà chứ phải trừ v đâu, đâu gì nè, sai rồi nè. Hả? U phẩy phải nhân v nó chỉ là x trừ 6 mà đâu có dụng mà 6 x trừ 6 ở đây đâu. Hả? Sai rồi ha. Ở đây mình đang ghi cho bạn cái kiểu này nè, bạn thấy kiểu này mà ok thì bạn bắt trước nha, còn không nếu mà thích kiểu này thì bạn ráng làm cho đúng nha. Dạ. Còn bạn không theo thì mình báo mình làm cái này cho bạn theo để mà mình không nhắc cho nó dễ học nha. Chứ mất công mình thì làm một nơi mà bạn làm một ngã mất công nha. Dạ. Bạn nhìn vô nè, đây là u phẩy nè, nhưng cho v nè, đâu có thấy thể hiện là bạn u phẩy nhân v chỗ này đâu nha. Nhưng mà bạn ghi là đây là trừ u nhân v phẩy thì bạn là ghi đúng nè nha. Không biết hiểu sao lại ở đâu ra số 6 này nè. Cái dụ số này là ở cái u phẩy thì cái này phải là mở ngoặc đóng ngoặc lại chứ sao không có mở ngoặc đóng ngoặc thế này được, hai số nó nhân cho nhau mà u phẩy nhân v mà đó, hiểu không? Yeah. Nè, thiếu cái này nè, vì thiếu cái dấu này nó quan trọng nên dẫn đến sai đó. Yeah. Rồi giải phương trình f x lớn bằng không của b ha, của a xong rồi nha. Nhắc lại là những cái này là những cái cho điểm mình gắn mình làm được nha. Những cái mà nó khó nó không trình nó khó là những cái bài tốn đố nó viết cái hình nó ghi lộn xộn đó ha. Rồi câu b, câu b thì f phải x lớn bằng không. Rồi thì ở đây mình suy ra được là x trừ cho là 3 nhân cho là x trừ cho 9 lớn bằng không ra. Có máy tính thì mình nhập cho mình giải kết quả luôn, trong trường hợp này mình hướng dẫn là giải bằng tay nha, được không? Cũng tương tự như hồi nãy mình giải ở trên, cái này gọi là đa thức, được chưa? Được không? Thì đầu tiên mình giải được đại giải cái dấu này người ta gọi là dấu bóc phương trình. Thì đầu tiên mình cho dấu bằng mình giải. Khi mình cho dấu bằng mình giải, mình được hai nghiệm, một nghiệm bằng 3, một nghiệm bằng 9, được chưa? Yeah. Mình nhắm này nha, mình nhắm cái bậc cao nhất thì mình được x bình phương, ok ha? Được không? Thì mình được hệ số a là mình bằng 1, nó lớn hơn không? Ok ha? Rồi, vậy mình sẽ có được là x nè. Ở đây sẽ là x trừ 3 nè, nhân cho là x trừ cho 9 nè, mình viết là nát từ infinity nè, rồi 3 nè là 9 nè, infinity nè, tại hai nhà này nó bằng không nè, ok chưa? Yeah. Rồi mình để ý đây nha, trong trường hợp này là a nó bằng 1 lớn hơn không và đi từ bên phải đi vào khoảng đầu tiên cùng dấu a, vì phương trình bậc khai nó có hai nghiệm nên là đi qua không đổi dấu, chú ý ha, ok chưa? Yeah. Rồi từ đó mình suy ra được kết quả là lớn bằng không và mình sẽ chọn là x ha, nó thuộc ha, là lấy cái infinity đến 3, lấy 3 ha, giao chỗ đi dấu bằng nên 3 lấy ha, union với là 9 ha, chỗ đi infinity. Rồi thắc mắc gì nữa nha? Dạ không. Rồi xong. Ok, số nháp nha. Dạ. Xong câu B rồi đó. Rồi câu B, câu C ha. Câu C là hãy đi tìm cái phương trình của đoạn thẳng nè. Đoạn thẳng này nó nối hai điểm, điểm x bằng 2 và x bằng 6 ha. Line segment mình là đoạn thẳng nha. Giả sử mình có đồ thị nè, thì đây là cái hàm y bằng fx của mình nè ha. Thì tại đây là y bằng 2 nè, tại đây là y nó bằng 6 nè. Thì đề bài yêu cầu là hãy đi tìm phương trình của đoạn này nè, nối hai điểm này lại. Hãy đi tìm phương trình của đoạn màu đỏ đó. Ha. Nó có rất là nhiều cách giải nha, giờ mình sẽ chọn một trong những cách giải. Ha. Rồi, coi có đáp án thì check solution nãy giờ nha, có cái sai đâu thì báo ha. Không? Dạ không. Ok, để tiếp tục ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm là phương trình của đoạn màu đỏ. Mà nó ở đây nó tra số rồi thì rất là dễ ha. Bài C ha. Thì từ x bằng 2 nè, điểm này nó thuộc đồ thị nên mình xếp vào mình sẽ tìm được y ha. Ở đây mình có x bằng 2 nè, nó thuộc đồ thị mình xếp vào nè, đồ thị gốc này ha. Thì cái này mình sẽ được là 1 ha. Yeah. Cái này mình sẽ được là trừ 5, 2 mà 2 thì trừ 4 ha. Vậy là y bằng trừ 4 ha. Ok chưa? Yeah. Rồi điểm số 2 mình sẽ được là x nè, mình sẽ bằng là 6 ha,
nha. X bằng x bằng 6 đây để cho này ha. X bằng 6 mình xếp vào cho nên nó bằng 0 nên suy ra được y bằng 0 ha. Ok chưa? Vậy bài toán của mình là trở thành là viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm. Ok chưa? Đúng không? Thì phương trình tổng quát của mình sẽ là y nè, nó bằng là mx nè, nó cộng cho b. Bây giờ mình đi tìm m và b, ok không? Được không? Yeah. Rồi mình có nè, điểm đầu tiên là điểm là 2-4, nó thuộc đồ thị nên tọa độ của nó sẽ thỏa mãn đường thẳng này. Mình đây là của màu đỏ nha chú nha, được không? Ha. Yeah. Mà màu đỏ đi qua 2-4 nên mình xếp vào mình được là -4 nó bằng là 2m cộng cho b. Ok chưa? Yeah. Tương tự là 6-0 nó cũng nằm trên luôn, mình được là 0 mình bằng là 6m mình cộng cho b. Ok chưa? Yeah. Này là phương trình 1, này là phương trình 2. Nếu mà cho bấm máy tính thì bấm hệ phương trình ra kết quả m và b nha. Rồi yeah. Bây giờ mình giải bằng tay, mình giải bằng tay thì mình sẽ đi khử thằng b đi vì nó dễ hơn. Mình lấy phương trình dưới mình trừ phương trình trên là 2-1. Còn bạn không thích thì bạn lấy phương trình trên trừ phương trình dưới cũng được nha, nhưng mà số nó lẻ thôi nha. Yeah. Dưới trừ trên thì mình khử được cái thằng b ha, thì mình sẽ ra được như sau: dưới trừ trên là mình được 4 nè, không? Mình được là 4m, ok không? Yeah. Và từ đây mình sẽ được là m bằng 1. M bằng 1 thì mình thế vào 1 trong hai phương trình, mình thế vào ở dưới nó dễ hơn nha. Vậy mình được là b nó bằng -6. Ok chưa? Yeah. Vậy từ đó mình suy ra được cái đáp án ha. Vậy đáp án câu này nó sẽ là y bằng x-6. Ok chưa? Yeah. Tại vì m bằng 1 và b bằng -6 mình xuất được là đây nè, đúng không? Rồi, thắc mắc gì nữa nha? Dạ không. Rồi, ý tiếp theo, nó nói rằng là trung điểm của hai cái thằng màu đỏ này cũng nằm trên luôn, được chưa? Dạ. À, bây giờ mình đi tìm tọa độ của trung điểm nha. Ok, xong là số nháp nha. À. Rồi, để mình tận dụng cái này chứ rồi, lấy xuống này đi. Rồi, hiện tại đó, coi cái gì thắc mắc gì hỏi đây. Có solution thì chết thì đúng hay sai chứ ha? À. Cái này có solution không? Hả? Dạ, không có. Ok. Rồi, bây giờ nhìn vô đây, thắc mắc gì cái gì thắc mắc không? Hả? Rồi mình ghi đáp án cứ trên này để mình làm rồi nha. Đáp án câu này để mình được là y mình bằng là x nè, mình trừ cho 6, được chưa? Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình đi tìm midpoint. Midpoint ha. Đây là câu D dưới đó nha, nhưng mà ghi bên đây đây. Mình có là tọa độ của midpoint nè, đúng không? Dạ. Yeah. Midpoint thì mình lấy là như sau nè ha. X cộng x chia 2, mình được là 2 cộng 6 là bằng 8, 8 chia 2 thì bằng 4 ha. Nha. Yeah. Yeah. Rồi -4 cộng 0 thì nó bằng là -4, mà -4 chia cho 2 mình được là -2. Ok chưa? Không phải, -4 chia 2 là được đúng rồi ha. Ok không? Yeah. Nó nói rằng là midpoint này cũng thuộc graph. Ok chưa? Được không? Và bây giờ mình sẽ lấy 4-2 này mình xếp lên ở phương trình trên có thể nó thỏa hay không? Nếu nó thỏa thì mình lấy thì là đúng. Ok không? Yeah. Nó thuộc như là tọa độ thỏa. Từ đây mình suy ra nè, mình lấy cái tọa độ của midpoint mình xếp vào nè. Từ đây mình suy ra nè. Là -2 nè, nó sẽ bằng nè. Cô đi mama đi. -2 nó sẽ bằng là 4 trừ cho 1 bình phương. Ở đây mình được là 4 mình trừ cho 6. Cô đi mama đi. Mama mở cho con. Hiểu không? Hả? Yeah. Rồi bây giờ mình tính bên phải nó bằng -2 thì là tức là nó sẽ thuộc ha. Được chưa? Còn không thì mình giải bình thường mình lấy 4 mình xếp vào nó ra -2 thì cũng đúng. Đúng không? Bước này gọi là bước confirm ha. Từ đây mình suy ra nè, -2 nó bằng là những midpoint của line nha, không x bằng 4 y bằng -2. Rồi nếu vậy thì cái này nó sẽ bằng là x bằng 4 thì cái này mình được là xếp 4 vô ha, thì cái này mình được là 9 ha. 9 mà ở đây nó được là -2 vì nó không bằng rồi ha. Không, đây là phải -3 chứ ha. -3 chứ ha. -3 thì ra 1 đúng ha, được chưa? Hâu ha. Nó hâu tức là tọa độ của nó thỏa phương trình của graph. Ok không? Ha. Mình rút gọn thêm một bước nữa. Thì ở đây suy ra được là -2 bằng -2. Nó hâu tức là tọa độ của cái điểm đó thuộc graph. Ok chưa? Yeah. Rồi tích của em ha. Những câu này mình phải quan điểm nó là những câu tra điểm vì nó dễ quá ha.
Còn mình là không được thì mình mất gốc mà. Mình phải tập trung thời gian hơn để mình học ha. Mình phải làm bài tập. Chứ không, những cái này mà làm không được là cái fail đó. Hãy để cái phần mất điểm, phần khó hơn hay là phần không mất làm ở những bài tổng đố á. E ha. Bài E là hãy đi tìm những cái giá trị của x. Yêu cầu là tìm x nè, tìm x nè ha. Sao cho là gradient của f nè nha, nó bằng là sao là nó bằng đó, nó bằng nè gradient của set mình là nãy mình đi tìm đó, ok chưa? Không, đầu tiên là mình đi tìm là gradient của f nè, mình gọi là m11 đi, là nó bằng y phẩy, nãy mình tính y phẩy đó, ok chưa? Ha, thì nó bằng là x trừ 3 nhân x trừ 9, được không? Yeah. Rồi gradient của la set mình nè là m12 đi, mình nhắm mà mình tìm y phẩy của nó, y của nó bằng là phương trình là y bằng x trừ 6 và y phẩy nó bằng 1, ok chưa? Yeah. Mà người ta cho mình rằng là hai cái thằng này nó bằng nhau, vậy mình sẽ có được cái phương trình là m1 bằng m12 và mình sẽ được là x trừ 3 nhân cho là x trừ 9 mình bằng 1, được không? Yeah. Rồi mình phá ra mình được một phương trình bậc hai, mình được là x bình phương trừ 9x trừ cho 3x cộng cho 37 bằng 1. Ok không? Rồi mình được là x bình phương trừ 12x cộng cho là 26 bằng 0. Ok chưa? Yeah. Trong trường hợp này là phương trình có dạng đặc biệt là tổng hai số bằng 12, tích hai số nó bằng là 26. Còn ra số nào cũng không thì mình trả về giải delta. Có máy thì bấm cho nó gọn nha, không thì đi giải delta coi nó có đẹp không nha. Tổng hai số bằng 12, tích hai số bằng 26. 26 mình có được là 3 với L là 12 là 26 nè. Rồi 2 với 13 nè, cũng là 26 nè, được ra 36 rồi. Nhưng hai số này cộng lại thì nó không bằng không bằng 12 nha. Rồi, hết rồi, giải delta ha. Số nó lẻ à, không sao. Rồi. Giải delta. Delta thì nó bằng là b bình ha. B bình là 12 trừ 12 bình thì nó bằng là 144. Trừ cho 4ac. 4ac là 4 nhân cho 1 nhân cho 26 ha, 4ac ha. Hai cái này mình nhân được là 4, 4 nhân cho 26 thì ở đây mình được là 8. 4 nhân 4 mình nhân 2. 4 nhân 2 là 8 nhân 2 nó là 104 ha. 144 trừ cho 104 nó bằng 40. Ra. Yeah. Rồi vài ngày nghĩa x1 nè, nó bằng là trừ b nè, cộng căn delta nè, chia cho 2a. Nghĩa x2, nó bằng là trừ b, trừ căn delta, chia cho 2a. Đó, xong ha. Đó. Mình phải quan điểm, mình phải rút ra được rằng là những cái này là những cái dễ. Có cái gì thắc mắc hỏi à? Dạ không. Rồi, tiếp tục. Còn không? Hết ý này rồi. Câu tiếp theo. Rồi, bắt đầu là những câu nó khó hơn xíu. Khó hơn nhưng mà cũng không khó lắm. Cho mình một giây ha. Dạ. Để ra xíu nữa mình dạy xong mình rửa cho. Mama. Mama. Để ra xíu dạy xong rửa cho. Để đó. Xíu dạy xong rửa cho. Xíu gì dạy. Ok ha. Rồi, có cái gì thắc mắc thì hỏi ha. Nào. Rồi, xem câu này bắt đầu nó khó rồi nha, nó không có dễ nữa. Ok. A, B, C, D, E, nhưng mà từ trên xuống này. À. Trong đề bài á, là nó cho mình là cái hàm số này. Đây là cái hàm số này. Và cái hàm số á, là nó vẽ cho mình luôn nè. Đây là cái hàm số của nó đây. Mình ghi lại là Y nè. Nó bằng là căn của X nè. Nhân cho là 1 trừ X nè. Được chưa? Rồi, bắt đầu nó yêu cầu mình phải đi tìm nè. Điểm B. B là một điểm bất kỳ trên graph. Điểm B nè ha. Đó.
Còn M á, nó sẽ là midpoint của là các x intercept, tức là nó sẽ là midpoint giữa thằng này và thằng này. Ok chưa? Rồi. Nó yêu cầu là hãy đi tìm tọa độ của điểm M. Ok ha. Rất là dễ ha. Quá ha. Đầu tiên mình thấy rằng á, điểm M nè, được chưa? Nó sẽ có tọa độ là x và 0. Y bằng 0 tại vì nó nằm trên trục UX, được chưa? Được không? Yeah. Vậy mình đi tìm x của nó nữa là được. Ok chưa? Mình có nè nha. XM nè. IM nè. Thì IM nó bằng 0. Ok chưa? Yeah. Mà tại vì M nó là trung điểm của thằng x thì trung điểm thì chỗ này sẽ là 0 nè, chỗ này sẽ là 1 nè. Tại vì phương trình y bằng 0 là ở đây mình giải ra được 0, ở đây mình giải ra được 1, nên chỗ đây nó phải bằng 1. Ok chưa? Yeah. Rồi, vậy là ở trong trường hợp này là x là trung điểm ha. M là trung điểm ha. Vậy mình sẽ ra được là 0 mà cộng cho 1 thì nó ra là 1/2. Hiểu không? Yeah. Đó, còn không mình sẽ có tọa độ điểm. Cách số 2 này nha, là mình sẽ có được tọa độ điểm này luôn. Này là góc tọa độ này là 0/0 nè. Được chưa? Yeah. Điểm này nó chỉ có tọa độ là 1/0. Ok chưa? Hiểu vì sao 1/0 không? Hả? Nó là 1 là tại vì là cái điểm này là điểm ứng với y bằng 0 nè. Nhìn vô nè, y bằng 0 mình giải được là x bằng 0, x bằng 1, đúng không? Ok, dưới là cái điểm này nó nằm trên trục là trục UX nên y nó bằng 0 ha. Rồi mình có tọa độ 2 điểm rồi thì midpoint nó sẽ bằng là trung bình cộng, đúng chưa? Đó. Vậy từ đây mình suy ra được là tọa độ điểm M là 1/2 và 0. Rồi có gì thắc mắc không ha? Yeah. Rồi bây giờ mình phải đi tìm là tọa độ của điểm B theo x ha. À, tìm tọa độ điểm B theo x ha. À, ok. Xong của A nhà của B nè ha. Yeah. Rồi, mình điểm B rồi nha. Mình gọi tọa độ của nó là x đi ha. Ok chưa? Ha. À, thì vì nó thỏa mãn phương trình này nên mình có thể sắp vào luôn ha, mình lấy luôn là căn x nhân cho là 1 trừ x. Rồi, thắc mắc gì hỏi đi ha, xong à, xong câu B ha. Vì nó yêu cầu là tìm tọa độ điểm B theo x mà, thì mình tìm theo x đó, đó nhá. Tại vì cái điểm này nó thuộc cái graph, đó nhá. Vậy mình gọi x thì y thì nó sẽ thỏa mãn phương trình này. Mình lấy x mình xếp vào, đúng không? Đó. Rồi, tiếp tục là câu C. Nó yêu cầu mình hãy đi tìm là tọa độ của điểm B nếu điểm B là stationary point, được chưa? Yeah. Vì stationary point tức là nghiệm phương trình y phẩy bằng 0. Mình đi tính y phẩy mình cho nó bằng 0, mình tìm tọa độ điểm B. Ok ha. Rồi, dễ cũng không khó lắm à, nha. Tính y phẩy nha. Y phẩy nè, y phẩy hay là f phẩy đó nó như nhau, được không? F phẩy đi ha. Thì mình áp dụng là product rule, mình viết ra nha, nó bằng là căn x nè, derivative nè. Nó nhân cho là 1 trừ x nè. Rồi nó sẽ cộng cho nè là căn x nè. Nó nhân cho là 1 trừ x nè, derivative nè. Có gì thắc mắc hỏi đi ha. Yeah. Giờ mình nháp hàng này mình điền vào cho nó gọn ha. Nha. Đầu tiên là mình có là căn x nè, derivative nè. Thì mình viết lại thành là x mũ 1/2 derivative. Được chưa? Yeah. Mình áp dụng bao vô, mình được là 1/2 mình đưa xuống. Được không? Yeah. Không phải thì ra 1 bỏ luôn. Mình sẽ được là trừ 1/2, được chưa? Yeah. Rồi mình viết gọn lại, mình sẽ được là 1 chia cho là 2 căn x, được không? Yeah. Rồi vậy mình đi qua ha. Vậy mình nhân dư với lại thằng kia luôn, vậy mình sẽ được là 1 trừ x, mình chia cho là 2 căn x. Thắc mắc gì hỏi nha. Nhắc lại là cái đây nó đang là mũ trừ, mình đưa xuống dưới mẫu nó sẽ là mũ x mũ 1/2, mà x mũ 1/2 là căn bậc 2, ok chưa? Yeah. Rồi xong cái đầu tiên, cái sau này ha. Cái sau của mình derivative mình sẽ ra được là trừ 1 nha, ok ha, được không ha? Trừ 1 nó đơn giản quá nên mình ghi căn x thôi, ok ha. Yeah. Rồi thì đây là f phải x, được chưa? Rồi trước khi mình làm thêm, mình làm tiếp tục với mình vi đồng chỗ này đi ha, ok ha. Rồi vi đồng thì cái này nó sẽ là mẫu thức chung nè, được không? Yeah. Vậy mình sẽ ra được nè, mình vi đồng nháp mình đi vào cho nó gọn nó nha, mình được là 1 trừ x nè, ở đây là 2 căn x nè, nó trừ cho nè là 2 căn x nè, này là 2 căn x nè, nó nhân cho là căn x nè, ok chưa? Vi đồng đó. Yeah. Rồi nó cùng mẫu là 2 căn x thì đây mình được là 1 mình trừ cho x rồi mình lại trừ cho 2 x, ok dùng nào? Yeah. Tại sao? Tại vì là căn x nhân căn x thì bằng x, 1 trừ x trừ cho 2 x thì ok không, được không? Yeah.
Yeah. Rồi vậy mình rút gọn mình được là 1 trừ cho 3x chia cho 2 căn x. Ok chưa? À. Yeah. Rồi, mình nhớ lại xíu mình ghi kết quả. Vậy cái này nó sẽ bằng cho mình là 1 trừ cho 3x mình chia cho là 2 căn x. Ok chưa? Yeah. Rồi số nháo nha, ha. Đó. Rồi, vì cái điểm B là stationary point nên mình giải phương trình f' bằng 0. Ok chưa? F(x) nè bằng 0 nè thì mình ra được khi mà một phân số bằng 0 á, thì cái tử bằng 0, cái thằng là numerator nó bằng 0. Vậy là 1 trừ 3x nó bằng 0. Mình giải được x nó sẽ bằng là 1/3. Ok chưa? Dạ. Yeah. Có x bằng 1/3 rồi, mình xếp lên đây mình tìm được y ha, mình có được tọa độ điểm B. Vậy điểm B này ha sẽ có tọa độ là 1/3. Ok chưa? Xếp vào này, xếp nháp vào này nha, mình xếp vào cái chỗ để thêm y nha. Ok ha. Yeah. Mình sẽ được là căn của 1/3. Ở đây là 1 trừ cho 1/3 thì nó sẽ bằng cho mình là 1 trừ 1/3 nó bằng 2/3 ha. Được chưa? Vậy thì mình sẽ được là 2 chia cho 3/3. Ok ha. À, không có gì hỏi ha. Mình lấy 1/3 mình xếp vào này thì căn của 1/3, lấy 1/3 xếp vào đây là 2/3, vậy căn cái này nhân 2/3. Căn 1/3 là căn 1 với là căn 3. Tử nhân tử mỗi nhân mẫu. Đúng rồi đó. 2/3/3. Rồi, có thắc mắc gì thôi à. Dạ không. Ok, tiếp tục ha. Rồi, xong rồi ha. Cái x là bằng 1/3 hay là trừ 1/3? 1/3, mình giải ra, ra 1/3 ghi lại cho đẹp nữa ha. Nó bằng 1/3 ha. Tại sao vì là 1 mà trừ 3x bằng 0 nữa thì mình được là 3x mình bằng 1. Nha, vậy x bằng 1/3 ha. Dạ. Rồi, thắc mắc gì thôi ha. Dạ, cái 2 trên 3/3 của cái điểm B. Lại nữa nha, nhìn vô nè, nha. Mình có điểm B đây nè, nhìn vô nè, nó hỏi nè, được chưa? Dạ. Yeah. Thì bây giờ x mình giải được nó bằng 1/3 rồi, thì mình sắp vị trí đầu tiên vô là x là 1/3 đó. Ha. Nên là vị trí đầu tiên mình không có nháp nữa. Nhìn vị trí đầu tiên nè, mình điền nó vào là 1/3 nè, được chưa? Ok không? Rồi bây giờ mình nháp vị trí y nè, nhìn nháp vị trí y nè, được chưa? Được không? Yeah. Rồi chỗ nào có x thì mình thay bằng là 1/3. Vị đầu tiên mình được là 1/3 nè, ok chưa? Rồi 1 mình trừ cho 1/3, ok chưa? Yeah. Rồi mình, cái này mình được là một căn 1/3 mình được là căn 1 chia căn 3, mà căn 1 chia căn 3 thì được là 1 chia căn 3. Ok chưa? Dạ. Yeah. Cái số 2 mình được là 2/3. Ok chưa? Dạ. Yeah. Hai thằng này nhân cho nhau thì tử nhân tử mẫu nhân mẫu thì mình được là 2/3/3. Ok chưa? Dạ. Yeah. Rồi mình điền nó đáng lên nha, để mình làm những câu khác nha, chứ không là mình chùi cái bảng hay là kia là rồi. Ok rồi, tiếp tục là câu D ha. Câu D nó yêu cầu mình là hãy đi tìm cái khoảng cách của MB theo x ha, nha. M thì mình có tọa độ rồi, b thì nó chạy nha, nha. Nên ở đây là mình chưa biết điểm B nha. Câu C này là nó cho mình điểm B là điểm đặc biệt thôi, chứ không phải là ha, nha. Rồi vậy giờ đi tính ra là MB. Đầu tiên đi tính MB trước ha. Ok ha. Những câu này rất là hay nha. Ha. Yêu cầu là đi tìm là khoảng cách của MB nha. Được không? Dạ. Yeah. Rồi mình ôn lại xíu nè. Điểm M là mình có tọa độ nè. Điểm M là mình có tọa độ là 0/1/2. Được chưa? Điểm yeah. B. Điểm B là nó sẽ là x. Và căn của x. Nó nhân cho là 1 chữ x. Ok chưa? M là 1/2 không. À 1/2 không ha. Còn điểm B nha, điểm B thì đây nó điểm B là chạy theo x này, còn câu C nó là một trường hợp đặc biệt của thằng B thôi. Ok ha. Đó. Yeah. Nên B tổng quát nó phải là một cái thằng theo x. Đây mình nãy mình tìm nó rồi nè, được chưa? Đây là đáp án câu A nè, này đáp án câu B nè, được chưa? Rồi. Câu D á là nó yêu cầu mình hãy đi tìm khoảng cách của MB theo x, được chưa? Yeah. Mình ôn lại tìm khoảng cách của hai điểm khi mình có tọa độ, được không? Yeah. Nếu mình có điểm A nè, nó có tọa độ là x1, y1. Điểm B nè, nó có tọa độ là x2, y2. Thông nghĩa x A, y A, chị hình dung này nha, x A, y A đây.
đây là xb ib đi ha, được chưa? Thì yeah, khoảng cách ab nè nó sẽ bằng nè căn bậc 2 của là x sau nè trừ cho x trước rồi bình phương lên, cộng cho là y sau nè trừ cho y trước rồi bình phương lên, ok chưa? Yeah. Rồi bắt đầu mình làm nha. MB thì là M là trước, B là sau. À, nhớ cái quy luật nha. Cái này nhắc lại mấy lần ha. Mình số nháp mình làm thẳng cho đây luôn cho dễ nhìn ha. Yeah. Rồi. M mình có tọa độ, B mình có tọa độ rồi, mình áp dụng công thức nha. Thì mình sẽ có được là độ dài MB nè sẽ bằng là căn bậc 2 ha. X sau nhìn nha nè, x sau trừ x trước nè, rồi mình sẽ được là x mình trừ cho 1/2 tất cả bình nha. Yeah. Yeah. Cộng cho là y sau trừ y trước bình phương nha, mà y sau trừ y trước là không, mình khỏi trừ được chưa? Đúng không, mình làm chậm lại đây nha, mình được là căn của x nè nhân cho 1 trừ x nè nó trừ cho 0 nè tất cả bình phương, x sau trừ x trước bình phương cộng y sau trừ y trước bình phương ha, ok chưa? Yeah. Rồi đang ngồi mình làm nháp, mình rút gọn xuống mình điền vào cho nó gọn, ok không? Ok ha. Rồi yeah, mình chỉ nháp cái thằng bên trong dấu căn thôi nha, còn dấu căn xíu mình ghi lại, mình làm nháp cái này nha, nha. Mình sẽ được đây nha, là x bình mình trừ cho là x cộng cho 1/4 là cái đầu tiên, được chưa? Yeah. Cái sau là mình trừ cho không là mình khỏi trừ, nha, mình bình phương không là nó bằng luôn thằng trước luôn, được chưa? Mình bình phương lên yeah, mình được là x nè, mình nhân cho là 1 trừ x bình phương, ok dòng nào? Yeah. Ok ha, rồi bây giờ mình bắt đầu mình rút gọn. Tiếp tục là cái này thì không rút gọn được gì, rất lạ nè, là x bình phương trừ cho x cộng cho là 1/4 trừ cho, mình phá cái này trước nha, được không? Mình sẽ được là 1 mình trừ cho 2x mình cộng cho x bình phương, được chưa? Yeah. Mình lấy x mình nhân vào mình được là x bình phương trừ cho x cộng cho 1/4, thì cái này mình được là trừ cho x cộng cho 2x bình trừ cho x mũ 3, ok chưa? Yeah. Rồi mình sắp xếp từ bậc cao về bậc thấp, mình được là căn bậc 2. Do nãy giờ mình làm nháp trong dấu căn, nên dấu căn mình rút lại thôi ha. Rồi mình sẽ được là trừ x mũ 3 mình cộng cho là 3x bình mình trừ cho 2x mình cộng cho 1/4. Rồi, có bây giờ mắc rồi không? Dạ. Ok, số nháp nha ha. Rồi trước khi mình xóa thì mình confirm lại xíu nữa cho nó đẹp, mình dừng lại đẹp hơn ha. Rồi đúng rồi đó ha. Mũ 3. Mũ 3 rồi trừ mũ 3, rồi 3 rồi trừ 2. Ok ha. Rồi. Xong câu D ha. Ok ha. Thắc mắc gì nữa đi ha. Dạ. Rồi. Ok, mình tới câu E ha. Câu E là hãy đi tìm là tọa độ điểm B nha. Mình là tại đó là thằng MB nó nhỏ nhất, được chưa? Ok không? Dạ. Rồi. Phân tích là nha, thằng MB mà nó nhỏ nhất á, là khi là cái thằng này nè, nó nhỏ nhất, ok chưa? Dạ. Đề bài mình bây giờ mình sẽ đặt cái thằng đó là thằng G, FX nó có rồi nha, vậy mình đặt thằng GX đi ha. Mình nhắc lại nè, để thằng MB nó nhỏ nhất á, nếu mà mình tính cái căn á, thì nó sẽ rất là phức tạp, ok chưa? Đúng không? Yeah. Nên mình lý luận á, là để thằng MB nhỏ nhất thì thằng GX này nó phải nhỏ nhất, tức là trong căn nó nhỏ nhất, được chưa? Yeah. Vậy là mình chỉ cần khảo sát cái hàm trong căn thôi, mình đi tìm nhỏ nhất ở đâu để tìm mít, ok chưa? Ha. Yeah. Tức là câu này còn đi tìm là minimum value mà nãy mình tìm maximum rồi, mình có cái cách mình làm đó, ok ha? Rồi bước số 1 này nha, mình tính G phải. À. Không thì mình chỉ ra cái đơm á, là đơm là nó ghi ra đó, là từ là 0 đến vô cùng thôi ha. Mình quay lại cái bài trên để mình có một bài là maximum minimum đó nha, chứ nha ha. Mình kéo lên nè, y chang nó lặp lại rồi ha. Nãy có một bài nha, để mình vẽ cái đó ha. Đây nè, đây nó nè, ở đây nè. Bước số 1 là đơm. Bước số 2 là tính y phẩy rồi cho y phẩy bằng 0. Bước số 3 là đi tính f tại hai đầu mút và tại nghiệm. Ok ha. Yeah. Rồi quay xuống đây mình làm. Đầu tiên là mình chỉ ra cái đơm trong trường hợp này nó cho mình ha, đơm của G ha, đơm của G cũng là đơm của F, nó cho mình đó, thì nó sẽ bằng cho mình là 0 đến vô cùng. Mình đi tính G phải, mình nhắc lại là bản chất là thằng MB nó min nha, nhưng mà thằng MB nó min thì nó chỉ tới căn phức tạp quá, nên mình cho bên trong cái căn nó min,
vậy mình xét cái hàm bên trong trung căn nha. Vậy g phẩy nó bằng là trừ 3 x bình cộng cho 6 x trừ cho 2. Ok không? Yeah. Rồi giải phương trình g phẩy bằng 0. Rồi mình có máy tính. Tại sao không tính thêm cái dấu căn này? Vì mình tính căn thì mình tính g phẩy nó dính căn nó phức tạp quá nên mình bỏ căn ra cho mình dễ làm nhá. Nhá. Yeah. Khi mà thằng g nó min á thì cũng tức là thằng mb nó min. Hiểu chưa? Ha. Nha. Yeah. Nếu chỗ đây mà mình làm thẳng cho mb cũng được nhưng mà nó phức tạp quá nên mình không cần làm cho mb, mình tính nó phức tạp. Nha. Nên là thay vì mà cái thằng mb nó min á thì mình chỉ còn là bên trong căn nó min thôi. Vậy mình xét một cái hàm mới, thường thường là mình cho hàm f mà hàm f nó trùng với đề bài rồi, mình không cho bằng hàm f mà mình cho bằng hàm g. Ok không? Ha. Yeah. Rồi mình tính g phẩy và cho g phẩy bằng 0. Thì tại đây thì những câu này là những câu có máy tính nha, vì đa phần những bài này là số nó lẻ nha. Nha. Chú nha. Rồi chắc là mình dùng máy tính chỗ này đi ha. Cái này mình nhẩm không được nha, nghiệm nó hơi lẻ nha. Nha. Yeah. Những câu này là những câu cho máy tính vô cùng thi nha, vì mình dạy bao nhiêu năm mình biết ha. Thường những câu cái này là số nó rất là lẻ nên cho cả máy tính vào ha. Máy nào bấm cũng được ha. Rồi mình bấm cái phương trình ha, để mình ghi ra, vì nghiệm nó lẻ quá nên là không thể ngồi làm nháp được ha. Làm cũng được thôi mà nó tốn thời gian ha. Vì nghiệm lẻ thì chắc chắn nó phải cho mình cầm cái máy tính vào. Trừ 3, 6, trừ 2. Rồi, mình được một nghiệm là 1,5774 ha. Rồi, một nghiệm số 2. Không chấm 4226 ha. Rồi có gì thắc mắc thì hỏi nha. Rồi thì mình số nháp ha. Dạ. Rồi mình phân tích tiếp nè, mình nhìn vô ha. Mình nhìn vô là cái điểm trong trường hợp này là mình đang đi tìm là cái điểm gì đây? Mình đang đi tìm là x nha. Ok không? Nhìn vô nha. X nó chạy là chạy qua chạy lại chỗ này là nhìn vô ha, được chưa? Nhìn ha. Ok không? Ha. Ok không? Thì mình thấy rằng là thằng x nó chỉ nằm trong cái x khi mình giống xuống á, nó chỉ nằm trong cái khoảng là từ 0 đến 1 thôi. Nên cái nào mà nó over 1 thì mình loại đi. Hiểu chưa? Hả? Vậy trong trường hợp này là mình loại đi cái thằng là 1.574 nha. Được không? Yeah. Được chưa? Hả? Ok hả? Rồi. Là... Mình nhìn vô cái hình đó, giờ mình coi cái thằng X của thằng B đó, thằng B là mình căn cứ trên cái hình nha, được không? Mình thấy thằng B nó chạy thế này nè, nó chạy nè, đó nó chạy nè. Nó tối đa tới đây. Rồi thằng B có thể chạy sang bên trái này, nó tới đây, được chưa? Được không? Yeah. Mà ít mà cái vùng nó chạy đây là ít toàn bộ cái vùng nó chạy nè, là ít chạy từ 0 đến 1 nè. Được chưa? Nên yeah. Nên giá trị của ít là nó chỉ quét được trong cái đoạn này thôi. Nhìn ha, được chưa? Ha. Đó. Yeah. Vậy là giá trị nào mà nó vượt cái đoạn này thì mình loại nó đi ha. Ok chưa? Yeah. Vậy đúng hơn chỗ này là mình sẽ cho nó chạy là cái đơm đó nha, là đơm cho thằng là MB là ít á, nên là trong trường hợp này là đơm là từ 0 đến 1 nha. Đừng ghi 0 đến vô cùng. Nó cũng được thôi. Yeah. 0 đến 1 thì nó càng chính xác hơn nha. Nhưng mà do cái bài kiểu này là điền kết quả nên là những chỗ này nó không quan trọng, quan trọng là cái bài cuối cùng đó nha. Mình muốn cái sự mình muốn cái sự logic thôi. Được không? Rồi, bây giờ mình đi tính F tại các đầu mút rồi mình so sánh thôi. Cái thằng nào lớn nhất là lớn nhất, thằng nào nhỏ nhất thì nó nhỏ nhất. Được nha. Vậy rồi thì mình sang bước số 3. Là mình tính là g tại 0 nè. Rồi g tại 1 nè. Rồi g tại cái nghiệm mình vừa giải là 0.422 26 à. Ok chưa? Ha. Vì bài toán mình yêu cầu là tìm minimum, mình tính xong rồi cái nào nhỏ nhất thì mình lấy. Nên chú ý nha. Còn hồi nãy ở trên là maximum nha. Đó. Vậy giờ mình sẽ nhập cái hàm vô, cái hàm g đó ha. Không thì không cần nhập nha, vì không nó rất là dễ tính nha. Nhập cái hàm g vô nè. Trừ x mũ 3 mình cộng cho 3 x bình trừ 2 x mình cộng cho là 1/4
Rồi mình kho. Đầu tiên là mình kho tại 0. Tại 0 thì chắc chắn nó phải bằng là chừng là bằng 1 phần 4 ha. Đó. Điền vô. Rồi mình kho tại 1. Cũng 1 phần 4 luôn. Rồi tiếp tục ha. Mình kho tại là 0.4226. Rồi. Trong trường hợp này thì nó là âm ha, còn thứ 0.426. Nếu có thể mình nghĩ mà không có sai đâu không nha. Kết quả này thì hơi sai rồi ha. Trừ x mũ 3 cộng cho 3x bình trừ 2x cộng 1/4. MB là khoảng cách. Khoảng cách là khoảng cách minimum ha. Ok, coi ha. Nếu như thế này như là 0.4 0 chấm này thì nó âm ha. Nó không thể nó âm được. Rồi, one more time này. Cái khoảng cách B nhé. 0.4226 đúng rồi ha. Rồi. Mình ra được là trừ 0.1349 ha. Như vậy đã. Trừ 0.1349. Như thế này thì sai ở đâu rồi. Rồi ha. Mình phô lại xíu. Vì thông thường là kết quả nó sẽ nằm ở chỗ ngay cái thằng là nghiệm của đạo hàm bằng 0 á. Nếu như thế này thì nó sẽ không nằm trên đạo hàm bằng 0. Nha. Rồi, GX. G 0 đến 1. 0.26 là để mình giải phương trình bậc 2. Rồi, chết lại ha. Vì đa phần là kết quả nó sẽ nằm trên chỗ này ha, nhưng mà trong trường hợp này là g nó min mà mình sắp vô là nó là âm thì không được rồi ha. Vì g là nó bằng trong 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 căn nè, mà nó âm thì trong căn nó không có nghĩa ha. Nên bây giờ mình phải đi kiểm, bây giờ mình phải đi kiểm tra lại là mình đã sai cái gì rồi ha. Mình ghi chỗ này để mình rút gọn sai chỗ này qua, sai cái hàm quá ha. Rút gọn lại xíu ha. Đúng rồi, mình ghi là mình rút gọn sai cái hàm rồi. Mình đi rút còn lại cái chỗ này xíu nè, sai chỗ này nè, mình ghi dự đoán thôi nha. Đây, rút còn lại ha. Chậm lại xíu nha. Mình sẽ được là trong căn thôi nha, mình sẽ được là x bình phương trừ cho là x mình cộng cho 1/4. Mình cộng cho là x mình nhân cho là 1 trừ x bình phương. Rồi coi cái gì thắc mắc không? Yeah. Rồi bây giờ cái này là mình rút lại thôi. Cái này mình sẽ đi cái này trước này dấu cộng mà nãy như mình làm dấu trừ sao đó, hàng gì ha. Rồi. Cộng ở đây sẽ là được là x nhân cho là 1 trừ cho 2x cộng cho x bình phương ha. Ok không? Rồi yeah. Mình rút đầy đủ số này, mình được là x bình phương mình trừ cho x mình cộng cho 1/4 mình cộng cho x mình trừ cho là 2x bình mình cộng cho x mũ 3, hèn gì ha. Ok ha. Yeah. Vậy là ở đây mình sẽ được là x mũ 3 nha. Nha, mũ 3. Rồi nó sẽ là trừ cho x bình nha, gì vậy nè, x mũ 3 trừ cho x bình nè, gì đó ha. Nha. Rồi, hai cái này thì nó triệt tiêu, nó không có x nữa, mất luôn. Ha. Rồi, cuối cùng là 1/4, cuối cho nó gần là cộng 1/4. Do cái việc cũng gọn sai, nãy cho đây dấu cộng mà mình nhớ mang máng lên, chắc là do mình ghi dấu trừ, dự đoán vậy thôi. Ha. Ok ha. Rồi, quay xuống đây mình viết lại ha. Là trừ x mũ 3 trừ x bình cộng cho 1/4. Rồi cách làm y chang thôi, qua rút gọn nó bị sai cho đó thôi. Rồi, vì đa phần mà những dạng min max á nha, là kết quả nó rơi vào cái chỗ là đạo hàm bằng 0 á, nên là mình làm sao là mình viết liền này, ha. Rồi, mình tính đạo hàm ra mình được là 3x bình mình sẽ trừ cho 2x. Mình giải phương trình bằng 0 thì trong trường hợp này mình không cần bấm máy đâu, mình giải bằng tay nó được ha. Và mình ra được, mình trả lên nó bằng 0, tức là mình sẽ có được là 3x bình phương trừ 2, mình rút x ra ha. Mình được là 3x, mình trừ cho là 2 bằng 0 ha. Mình giải được hai nghiệm. Một nghiệm là x bằng 0,
một nghìn x bằng 2/3 ha. Chưa? Vậy g g phải tính là tại 0, tại 1 và tại 2/3 ha. Đó. Nhắc lại là cái kết quả đa phần dạng mắt mình đó nha, nó sẽ rơi vào cái chỗ ngay là đại hàm bằng 0 á, chú ý ha. Rồi, nhập lại cái hàm. Cái hàm g của mình ha, là x mũ 3 trừ x bình cộng 1/4. X mũ 3 trừ x bình. Những câu này là những câu mà là thi sát là thường có nha, và thi VC cuối kỳ nó cũng chỉ có những câu này nè ha. Vì nó rất hay ha, nó ứng dụng thực tế nhiều. Rồi bây giờ mình đầu tiên là mình kho tại 0 nè nha. Kho tại 0 thì nó cũng bằng 1/4. Mình kho tại 1 thì nó cũng bằng 1/4 ha. Rồi, mình kho tại 2/3 ha. Thì nó bằng là 11 phần đây, nó bằng đây là 0.1019 á, ha. Ok ha. Rồi vậy mình so sánh đi tìm minimum nha. Vậy mình chia ra được nè là g min nè. G min cũng tức là cái thằng MB là cái góc đó nha, cũng tức là thằng MB nó min ha. Add nè là x nó bằng là 2/3 mới đúng không? Tại vì ba cái giá trị này thì giá trị tại 2/3 nó nhỏ nhất, được chưa? Đúng không? Và nó min nó đạt là 2/3. Mà cái thằng B này mình có tọa độ nó rồi nè, nhìn như nè, đây. Có x rồi thì mình xuất vào mình tìm vị trí y, được chưa? Mình có thể thế máy tính vào, đó. Nhưng mà mình thế bằng tay luôn nè. Mình chỉ dùng máy tính khi là bóc khác kháng thôi, nhá. Mình xuất cho nè. Thì chỗ đây sẽ là 2/3 nè, được chưa? Và từ đây mình suy ra điểm B cần tìm. Nó sẽ là 2/3, xếp vô nha, xếp vô cái này nè. Đây sẽ là căn của là 2/3. Này sẽ là 1 trừ cho là 2/3. Và cái này sẽ bằng là căn 2 chia cho căn 3. Cái này sẽ nhân cho là 1/3. Ok chưa? Và đây sẽ được cho mình là căn 2 chia cho là 3/3. Đó. Nó mất gì thôi à? Dạ. Rồi, à, nhắc lại là cái chính của mình là MB, cái thằng G là mình trung gian thôi, để mình chọn cái đường đi nó đơn giản hơn sau cái việc mà xét toàn bộ thằng MB, chú nha. Cái này sẽ gặp rất là nhiều nên nhớ để kinh nghiệm. À. Rồi, cái nào mình cảm giác nó khó quá thì bỏ qua để tốn thời gian nha. Trường hợp mình giải hết thì mình quay lại. À. Rồi tiếp tục ha. Rồi, câu 1A, 1B, 1C à, sketch và chỉ ra giá trị C. Setup sau là suitable equation to find A và B. Tìm rule của A của R. Ok. Cái này là ok ha, bắt đầu ha. Không biết dạng sketch nó có phần quan trọng là sau khi mình sketch xong mình phải label lên ha. Yeah. Ok ha. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ đi tìm sketch thằng FS ha, rồi chỉ ra thằng C. Nha. Ok. Rồi, bắt đầu mình sẽ có những cái nút thắt như sau này nha. Nó cho mình là giao của x axis nè là 0 và 2 và 0 và 3. Vẽ ha. Đầu tiên vẽ thì vẽ đi ha. Ok ha. Rồi, nó cho mình là y bằng trừ 1. Nó sẽ là horizontal asymptote. Nhìn chưa ha, được không? Rồi, mình kỹ horizontal asymptote này ha. Y bằng trừ 1 ha. Ok ha. Đây là y bằng trừ 1. Rồi, có ghi thấm không? Rồi, trong trường hợp này là nó chỉ yêu cầu mình là vẽ, nó cho mình x lớn bằng 0 thôi, tức là mình chỉ vẽ cái phần x lớn bằng 0 thôi, không vẽ nhỏ bằng 0.
Tức là mình chỉ về ở cái vùng này thôi. Nha. Nha, mình có tiếp nè. Nó cắt cái thằng là nó cắt các cái trục nè, tại x bằng 2 này, đây là gọi là tọa độ cái cắt cái trục nè nha. Nha, tại đầu tiên là nó cắt trục là OX trước nè. Với trục OX thì mình sẽ có được trục OX là trục nằm ngang thì y bằng 0. Nha. Nhìn ha, là y bằng 0. Y bằng 0 thì mình được x bằng 2 nó cho mình ha, đây ha. Nha. Tương tự nè, nó cắt trục OY, tức là y axis ta. Y axis tức là nó nằm trên trục OY thì mình được x bằng 0. Thì tương ứng là y bằng 3. Ok chưa? Rồi bây giờ mình vẽ lên. X bằng 0 thì y bằng 3. X bằng 0 y bằng 3 đây, 0 1 0 1 2 3 đây. X bằng 2 y bằng 0. Đấy ha. Ok chưa? Rồi, có còn dữ liệu nào nữa không ha? Rồi, trình tự nữa nha. Cái này mình xài rồi nè. Rồi, y bằng chữ 1 mình cũng xài rồi nè, nha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình đi, hiện tại là mình chưa có cái thằng B, được nha. Được không? Rồi, bây giờ mình cần thêm một cái dữ liệu nữa nha. Là ở đây mình sẽ có được là cái thằng là vertical asymptote nè, là x bằng chữ B. Được không? Hiểu cái nào không? Hả? Vertical asymptote là mình cho cái nghiệm của mẫu nó bằng 0 á, mình được x bằng chữ B. Nha. Vậy mình sẽ vẽ tượng trưng cho đây nha. Vì mình chưa có thằng B nên đây sẽ là vertical asymptote, mình vẽ tượng trưng thôi nha. Dân yêu cầu mình vẽ nè, nên mình tượng trưng chỗ này. B nó dương nha. À, B thì mình cho chỗ này thôi nha. Đây là x bằng chữ B, chỗ này sẽ là chữ B, đây là x bằng chữ B. Ok chưa? Ha. Rồi. Rồi vậy rõ ràng mình sẽ vẽ được nha. Xong rồi, mình nói lại nha, mình sẽ được đồ thị của này. Nhưng mà người ta chỉ yêu cầu mình vẽ ở cái vùng mà nó lớn hơn không thôi, nên là mình sẽ bắt đầu từ đây. Vẽ xuống này ha. Nên là không cần phải thằng này vẽ cũng được nha. Cái này là mình nhờ nó thôi. Nha. Vì người ta yêu cầu mình là đâu có yêu cầu mình vẽ khúc này đâu. Nha. Mình vẽ này, vẽ trên đi xuống nè. Cái này không cần là bỏ đi, khỏi phải coi chữ B là gì mất con. Mình label lên, label chỗ này là mình được là 0 nè, 3 nè, label chỗ này mình được là 2 nè, 0 nè, label chỗ này mình được là trừ 1 nè. Rồi, thắc mắc gì thôi nha. Dạ. Đó, 2 điểm màu đỏ quan trọng. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm là giá trị của C. Rồi, đi tìm giá trị của C. Đi tìm giá trị của C thì đầu tiên mình sẽ đi tìm từng... Còn hãy chỉ ra giá trị của C nha, tìm cách nào đi tìm C ha. Xong của A rồi, tới giá trị chỗ này đi tìm C. Rồi, đi tìm C. Ok, mình sẽ có như sau này nha. Mình ôn lại cái phương trình của mình này nha. Là khi mà lim á của cái hàm là A chia cho là X cộng cho B cộng cho C nha. Cái này là mũ 1 hay mũ 2 cũng được nha. Mà khi X á, nó tiến ra vô cùng á nha, thì cái lim này nó sẽ bằng C. Tại vì sao? Tại vì A của mình là bậc 0 nha. Hay nói nôm na nha, là dưới mẫu của mình là ra vô cùng, mà A là một số thì một số mà chia vô cùng thì nó bằng 0, mà 0 cộng với C thì nó bằng C. Ok chưa? Dạ. Thì vậy trong trường hợp này mình khi mình có được cái này mình có luôn là y bằng C nè, nó sẽ là horizontal asymptote. Còn không mình nói nhanh rồi nha, ứng với phương trình này thì horizontal asymptote là y bằng C, được chưa? Là hôm trước mình học tính chất của cái hàm rồi đó. Đây là mình cái bản chất, mà thấy bản chất nó phức tạp quá thì mình học thuộc luôn. Ứng với dạng phương trình này thì horizontal asymptote là y bằng C, được chưa? Mà vì trong đề bài nó cho mình là horizontal asymptote rồi, vậy từ đó mình suy ra được là C mình bằng 3. Ok ha. Đó, vậy là câu 1A mình được luôn là C bằng 3. Rồi, thắc mắc gì thôi nha. Mình one more time lần nữa nè. Theo lý thuyết mình học á, ứng với cái hàm như thế đó thì horizontal asymptote là y bằng C, được chưa? Yeah. Không phải đâu, vì y nó phải bằng trừ 1, horizontal nó bằng trừ 3 mà. Sorry, nó nhầm nè, bằng trừ 1 đúng không? Mình nhắc lại nha. Theo lý thuyết mình học, ứng với cái dạng hàm thế này thì horizontal asymptote là y bằng C, được chưa? Yeah. Hoặc là cái hàm này cũng là y bằng C, là horizontal asymptote đó, là a chia cho là x
cộng cho b rồi cộng cho c, thì cái này cũng là hard định thầu asymptote là y bằng c, ok chưa? Mà trong đề bài đó người ta cho mình là hard định thầu asymptote là y bằng trừ một, được chưa? Từ đó kéo theo là c bằng trừ một, ok chưa? Nha, đó là xong được câu 1A. Rồi thắc mắc gì thôi nha. Dạ, lại rồi. Lại nè. Dạ. Ở đây mình ôn lại xíu một chút về lý thuyết này nha. Mình sẽ có là nếu mà cái hàm fx nè nó bằng là a mình chia cho là x cộng cho b cộng cho c, cũng như là fx nè nó bằng là a mình chia cho là x cộng cho b tất cả bình phương cộng cho c. Lý thuyết à, nha. Dạ. Mình có là đầu tiên là vertical asymptote. Là x nó sẽ bằng là trừ b là nghiệm phương trình mẫu bậc không đó nha. Yeah. Và tương tự là vertical horizontal ha, vertical xong rồi là horizontal. Là y bằng c. Nha. Yeah. Rồi thì mình áp dụng trong trường hợp này nha, là người ta cho mình là ứng với cái hàm này thì mình được là y bằng c, nó sẽ là horizontal asymptote, được không? Yeah. Và đó là theo lý thuyết, còn thực tế đề bài nó cho mình là y bằng trừ một cũng là horizontal asymptote, ok ha? Được không? Từ đây yeah. mình đồng nhất thì mình ra được là c bằng trừ một, ha? Rồi coi cái gì thắc mắc nào ha? Ok, vậy là mình xong được cái câu 1A, ha? Chấp lý thuyết vô ha? Dạ rồi. Rồi xong được câu 1A ha. Rồi. Câu B là nó yêu cầu mình hãy đi set up các phương trình phù hợp để mà đi tìm A và B nha. Thì mình chỉ áp dụng mình A và B là true variable. Và mình muốn tìm được true variable mình phải có được là true equation. Ok chưa? Ha. Vậy first equation là tọa độ 0,3 nó thuộc phương trình nha. Mình viết lại phương trình này nha. Câu 1B ha. Mình được là y nè. Mình sẽ bằng là a mình chia cho là x cộng cho b bình phương mình chia cho 1. Ok cái nào? Yeah. Rồi đầu tiên mình sẽ có được điểm 0,3 nó thuộc đồ thị ha. X bằng 0 thì y bằng 3. Mình được là 3 mình bằng là a mình chia cho là 0 mình cộng cho b bình phương mình chia cho 1. Được chưa? Yeah. Rồi chắc mình viết gọn lại một xíu, làm nháp cũng gọn lại nha. Mình viết gọn lại cái này mình viết trước lại nha. Sẽ được là a mình chia cho b bình mình chia cho 1. Mình bằng 3. Vậy mình sẽ được là a chia cho b bình mình bằng 4 ha. Được ha? Dạ. Yeah. Rồi, thắc mắc gì nữa ha? Ok, số nháp nè, số nháp nè. Phương trình đầu tiên đó. Phương trình số 2 là mình áp dụng cho là 20 vì 20 là một cái điểm là lie on the graph ha, thấy không? Because of là 20 nó lies on the graph nên mình sẽ có được là 0 mình sẽ bằng là a mình chia cho là 2 mình cộng cho b bình phương mình sẽ trừ cho 1, được không? Yeah. Rồi tại đây mình biến đổi mình cũng cộng một xíu, mình sẽ được là a mình chia cho là b cộng 2 tất cả bình bằng 1, được chưa? Dạ. Yeah. Rồi bắt đi thở đi à. Yeah. Ok ha. Rồi thì là mình đã xong được, ở đây nó chỉ yêu cầu mình set up và giải nó nha. Vậy mình phải giải luôn ha, bắt đầu mình giải ha, được không? Yeah. Rồi ở đây mình gọi là phương trình 1, ở đây gọi là phương trình 2, mình có máy tính mình đi thi mình bấm, còn trong trường hợp này là do không có nên mình giải bằng tay ha. Rồi mình nhẩm vô phương trình, mình dựa vào tính chất là mình sẽ nhẩm nè, mình sẽ lập tỷ số nha, mình lấy là phương trình 1 mình chia cho phương trình 2, được chưa? Tức là bên trái chia bên trái, bên phải chia bên phải ha. Thì mình được là a mình chia cho b bình nè, mình chia cho phương trình 2 thì mình nhân nghịch đảo nha, mình được là b cộng cho 2 tất cả bình phương mình chia cho a. 4 chia 1 thì mình bằng 4, được không? Yeah. Rồi mình thấy rằng là hai thằng này mình đi simplify. Yeah. Mình được là b cộng 2 chia cho bình phương chia b bình phương, đúng không nè? Thì mình sẽ được là b cộng 2 tất cả b bình phương mình bằng 4. Ok không? Tại vì là ở trên bình phương và ở dưới cũng là bình phương, đúng không? Yeah. Rồi ok, vậy thì đây mình chia được là b cộng 2 trên b, b cộng 2 trên b nè là nó bằng 2. Và b cộng 2 trên b
thì nó bằng là trừ 2 nha. Đó, mình giải mình tìm B thôi ha. Ok không? Mình chú ý là A và B nó là integer nha, nó là số nguyên, số chẵn, số đẹp nha. Mình ra nó phân số nó không đẹp mình bỏ đi ha. Rồi, mình giải phương trình trên trước đây nha. Mình sẽ được là B mình cộng 2 mình bằng 2B. Mình sẽ ra được là 2 mình bằng B, tức là B mình bằng 2 là phương trình trên. Ok không? Phương trình dưới nè, mình được là B cộng 2 mình bằng là trừ 2B. Vậy mình sẽ được là trừ 3B mình bằng 2. Vậy B mình bằng là trừ 2 phần 3. Ok chưa? Vậy cái này mình loại nha. Vì B là integer, integer là số nguyên, số tròn, số đẹp. Nên mình loại cái nghiệm này. Chú ý nha. Thắc mắc gì thôi à? Hỏi đi, hỏi làm tiếp à. Học bù vừa học bù hôm trước luôn nha. Ok. Ok. À. Rồi, có cái gì thắc mắc thở đi à? Dạ không. Ok, mình có B rồi mình đi tìm A thôi ha. Rồi với B nó bằng 2 thì mình đi tìm A này ha. Mình có thể nhìn vào 1 hoặc 2 mình tìm A thì nhìn 1 nó dễ hơn nha. Mình có được là A mình sẽ bằng là 4B bình nha. Mình sẽ bằng là 16 ha. Được không? Dạ. Rồi, xong câu B. Giờ mình đi tìm câu C. Câu C nó yêu cầu mình hãy đi tìm là hàm ngược, rồi sau đó là chỉ ra là đơm và răng của hàm ngược. Ok ha. Yeah. Rồi đầu tiên là mình đi tìm đơm và răng của hàm góc trước, rồi căn cứ vào đó xíu mình tìm đơm và răng của hàm ngược ha. Một xe ha. Đầu tiên là đơm nè của hàm f nè. Mình nhìn cái hình vẽ này nha, là người ta chỉ cho mình là x lớn bằng không thôi. Nhìn hình vẽ này nha, nè ha, thấy không? Gọi là từ không cho đến infinity. Răng của thằng f ha. Răng của thằng F thì mình nhìn cho hình vẽ nha. Đây đây, nó sổ từ đây xuống đây nè. Nhìn ra. Ok ha. Và nó sẽ đi từ là 3 à, cho đến 0, tức là chạy từ 0 đến 3 đó. Ok không? 3 này, nó giảm được không? Là chỉ là từ 0 đến 3 thôi. Ok ha. Tại 3 lấy nhưng mà tại 0 không lấy nha. Nhìn vô này nha. Nhìn vô này, 3 mình lấy nè. Tức là 3 nó chạy về 0. Chạy về 0 là cái đường này nó sẽ không bao giờ chạm vào đường màu xanh lá cây. Chứ nha. Nên à, không, 3 cho đến -1 mới đúng nha. Vì đường này đường -1 mà. Nhìn nè ha. Y nè. 3 nè, chạy xuống -1 nè, nhìn nè, được không? Mà mình chú ý rằng là cái đường màu đỏ này nó cái này người ta gọi là á xâm thâu, thì đường màu đỏ nó sẽ bám vào cái đường màu xanh, nó không bao giờ đụng vào đường màu xanh, được chưa? Đó là tính chất của á xâm thâu. Vậy là y nó chạy từ là 3 cho đến -1 hay là -1 cho đến 3, tại -1 không lấy, chú ý nha. Rồi thắc mắc gì hỏi đi ha. Ok không? Rồi ok, xong à. Rồi bây giờ mình đi tìm hàm ngược. Hàm ngược thì đầu tiên là mình sẽ integrate nè. Mình viết phương trình đầy đủ rồi đã. Mình có là phương trình của y, tức là fx á, nó sẽ bằng là a mình giải được là 16 nè. Đây mình được là x mình cộng cho là 2 tất cả bình phương mình trừ cho 1. Đây là phương trình của f, phải không? Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ là x và y mình integrate. Được không? Cách tìm inverse là bước đầu tiên integer nha, rồi mình đi giải y. Rồi mình nghịch đảo. Coi thắc mắc gì hỏi đi ha. Dạ không. Rồi mình sẽ ra được nha, là y cộng 2 bình phương nó sẽ bằng cho mình là 16 mình chia cho là x mình cộng cho 1 ha. Rồi. Rồi mình đi suy ra được hai cái giá trị nha. Đầu tiên là y cộng 2 nó sẽ bằng là căn của 16 chia cho là x cộng 1 và y cộng cho 2 sẽ bằng là trừ của là căn 16. Rồi, có gì hỏi à? Hỏi tiếp à? Hỏi làm tiếp à?
Ok, mình đá qua. Và cái này mình được là y mình bằng là 2 cộng cho căn của là 16 trừ 2 đúng không? X cộng 1 y của mình sẽ bằng là trừ 2 trừ cho căn của là 16 chia cho x cộng 1 nha. Ok không? Từ là 2 giá trị là mình phải loại bớt 1 giá trị. Bây giờ mình sẽ phân tích mình loại nè ha. Rồi, hiện tại đó, có cái gì thắc mắc thì hỏi đi ha. Rồi bây giờ mình phân tích ở trên, mình dùng đơm vào răng để mình phân tích, mình chọn này ha. Nha. Nha. Rồi. À, mình có đơm vào răng của hàm góc rồi, thì mình suy ra đơm vào răng của hàm góc ha. Cái này là mình ghi dùm chung cuối nha, không hồi nãy mình trình bày trên này luôn cũng được ha. Để mình chia luôn đi, trong bài làm luôn đi ha. Giờ cái cuối cùng nó có yêu cầu là tìm đơm vào răng của hàm góc nè. Nha. Nha. Cho mình ghi trên này luôn ha. Và từ đây mình suy ra là đơm vào răng của hàm ngược. Là đầu tiên là đơm trước ha. Mình hiểu đơm này là nó sẽ chiếu qua chiếu lại, ok không? Ha. Và mình sẽ lấy là đơm là mình lấy răng, chứ nha. Còn răng của hàm ngược mình lấy đơm của hàm góc. Đó, nó chiếu qua chiếu lại là như thế. Đó. Ha. Rồi, mình copy xuống để mình phân tích để mình chọn cái hàm chỗ này cho hợp lý. Rồi, coi hiện tại có gì thắc mắc thì hỏi đi ha. Rồi, bắt đầu mình phân tích rồi nha. Mình nhìn vào là cái thằng răng của hàm ngược nè, ok chưa, được không? Yeah. Răng thì nó luôn là lớn hơn bằng không nè, đúng chưa, được không? Yeah. Nhưng mình răng tức là y đó, y của hàm ngược đó, chú nha, nhìn vô này ha. Ở đây nó âm rồi, mà cái này nó ra dương thì tưởng tượng cái này nó âm nữa, ok chưa? Thì mình thấy rằng cái này nó sẽ nhỏ hơn không, được không? Yeah. Vậy nó không thỏa nha, nó loại, mình loại kìm dưới, mình lấy kìm trên ha. Và mình sẽ có được hàm ngược. Thì đây mình kết luận hàm ngược là F trừ 1 nè. Sẽ bằng thằng trên là bằng là trừ 2 cộng cho là căn của là 16 chia cho là x cộng cho 1 ha. Rồi, ok thì số nha. Thầy đứa lên trên xíu. Nó từ đầu nè, câu C nè ha. Vừa chép vừa phân tích à, vừa thắc mắc ở đâu thì hỏi à. Dạ rồi. Rồi, chia xuống thêm nè ha. Dạ xuống. Ok, ha. Rồi, coi đi tổng qua đây ha, thắc mắc gì hỏi nha, mình số nháp cho nó gọn nè. Ok không? Ha. Rồi, có gì thắc mắc không? Không thì sang câu cuối cùng à. Ha. Yeah. Câu cuối cùng nó hỏi mình rằng là hãy đi tìm cái thằng intersection của hàng này nha. Yeah. Intersection tức là giải cái hệ thôi, nó hệ đầu tiên là của thằng F tức là Y nè. Nó bằng là A là 16 nè, B là x cộng cho là 2 nè, bình phương nè, trừ cho 1 nè. Vì B để mình giải nó bằng 2 thì phải, đúng không? À, rồi cái phương trình vừa rồi là có thằng F trừ 1 nè, mình vừa giải đó. À, là mình được là trừ 2 nè, cộng cho là căn của là 16 nè, chia cho là x cộng 1 nè. Được chưa? Được không? Yeah. Thì mình cho hai thằng y bằng nhau, mình được một cái phương trình. À, là 16 chia cho là x cộng cho 2 bình phương trừ cho 1. Đó là trừ 2 cộng cho là căn của là 16 chia cho là x cộng 1. Ok không? Rồi đến đây. Sao? Cái câu trả lời ở trên nó khác cái solution đó thầy. C hay là C là câu nào? C.
Dạ con xe rồi, cái okay. F F trừ một á. Em chụp cái solution với đi, có nó khác ở đâu ha? Mình kiểm tra lại. Solution là bằng 4 trên căn x cộng 1 trừ 2. Solution là bằng 4 đúng không? Chia cho căn đúng không? X cộng 1 trừ cho 2 đúng không? Phải không? Dạ. Hai cái này, hai cái này như nhau mà. Hả? Bây giờ mình phân tích nó như nhau này nha, nha. Nhìn này nha. Hai này nhìn nhau nè. Trừ 2 nè, cộng nè. Cái này là căn của phân số là bằng căn tử chia căn mẫu nha, được không? Yeah. Ở trên là căn của 16 là bằng 4, được không? Đấy là trừ 2 cộng trên này ghi chăng cái này cộng trừ 2 mà là như nhau mà, cái gì đó. Hả? Rồi mình ghi gọn lại luôn nè, cho giống đáp án cho nó hài lòng ha. Bằng nè ha. Là 4 chia cho là căn của là x cộng cho 1 trừ cho 2. Rồi xuống đây mình ghi luôn. Là 4 sẽ là căn của x cộng cho 2 nha, bằng cộng 1 ha. Trừ cho 2. Rồi cái này mình sửa lại. Như nhau rồi nha, không gì khác ha. 4 căn của là x cộng cho 1 trừ cho 2. Rồi cái bài mấy câu ABC này solution nó khớp không hả? Dạ khớp. Nhìn vô hình vẽ thì nó khớp luôn không hả? Ok, A, B, C. Rồi, mình đang ở câu D nè. Ok chưa? Ha. Yeah. Phương trình này mà giải rất là phức tạp nha. Nên tại đây dùng máy tính bấm nha. Mình sẽ bấm bên mình nè. Cái máy của mình nó có nhược điểm là nó sẽ sót nghiệm nha. Nó chỉ ra một nghiệm thôi. Nên là cái máy này là máy TCAD thì nó sẽ chuẩn hơn nha. Mình bấm bên mình nè. Ha. Các bạn không có máy thì mình bấm bên mình nè. Ha. Mình nhập mình bấm nè. Ha. Nhược điểm của máy này là nó mình bấm nó bị sót nghiệm. Nó chỉ ra cho mình một nghiệm thôi. Sót là mình phòng ngừa trong một số trường hợp là nó cắt hơn, cắt nhiều điểm ha. Nên là cái việc bấm máy tính này không đúng nha. Chỉ đúng là trường hợp là mình chỉ ra một nghiệm thôi thì nó mới đúng. Tức là đáp án của mình nó ra một nghiệm thôi thì nó mới đúng. Câu này, những câu này là trong đề nó sẽ là những câu tra dụng máy tính nha. Ha. Okay, ha. Đó, đây là phương trình của mình nè. Được chưa? Mình chưa kỹ ha. Rồi mình bấm nút shift-so thì nó sẽ giải cho mình nha. Rồi bấm sai như cái này như là cộng 2 hay cộng 1 nha. Đây là cộng 2 nha. Bên trái đó, on the left side đó. On the left hand side đó. Ok, mình bấm này ha. Shift-so. Rồi nghiệm của nó sẽ là ra là 0.9. Có thể đúng không? Coi cái đó thế ha. 0.9, dạ, đúng rồi. Đó. Là vô tình nó đúng thôi nha, không phải là nó đúng nha. Vì là phòng trường hợp á, là trong một số trường hợp là cái này nó ra nhiều nghiệm. Mà cái máy này nó chỉ support được mình ra một nghiệm thôi. Chú ý nha, ha. Đó. Rồi, thắc mắc gì thôi à. Đầy đủ là 09011 ha. Rồi, xong câu này nha. Rồi, thắc mắc gì thôi nha. Nhắc lại là intersection của hai thằng graph á, là mình tạo thành một cái hệ mình giải đó. Để giải hệ thì mình áp dụng những phương pháp là hai thằng cộng nhau, hai thằng trừ nhau, hay là hai thằng chia nhau, hay là hai thằng bằng nhau. Đó những phương pháp giải hệ của lớp 2 nha. Ha. Yeah. Ok, tiếp tục ha. Không có nhiều thời gian thì cố gắng làm đi làm lại nhiều lần ha. Ha. Rồi, tiếp tục bài này ha. Ha. Mình cứ còn ha. Tiếp tục câu hai chắc là những dạng tương tự quá, câu sau làm luôn ha, câu hai à. Rồi kiểm tra luôn cái thằng đơm thằng rang của F trừ một để mình có tìm á, có thể nó khó hay không nha, khác thì mình thầy báo ha. À, đây đơm rang ok ha. Đó. Rồi mình chưa có solution, bây giờ mình gửi chắc mình chưa vô coi, cứ lại giải liên tục quá, khi nào cần coi thì mình coi. À. Rồi yêu cầu là hãy write down x intercept và y intercept, ok ha. Đó. Đầu tiên là mình có là x intercept nè, x của a ha. Dạ, thì mình sẽ có được y bằng 0, mình giải ha, không? Rồi mình x intercept tức là mình tưởng tượng nè, thì cái điểm này, ví dụ đây là đồ thị nè, thì cái điểm này người ta gọi là điểm x intercept. Cả điểm này nữa nhưng mình lấy một điểm phân tích thôi, mình cho đồ thị một điểm này cho khỏi nhầm. Đây đồ thị đây là điểm cái gọi là x intercept được chưa? Ok không? Rồi
để tìm được x intercept á là mình giải mình cho y bằng 0. Được chưa? Đây là y nè, được chưa? Và mình sẽ được là 0 mình sẽ bằng là 1 mình chia cho là x trừ cho a cộng cho a. Và mình sẽ ra được là 1 chia cho là x trừ cho a nó bằng là trừ a. Được không? Yeah. Rồi mình gạch đảo mình được là x trừ cho a thì sẽ bằng là trừ 1 phần a, được chưa? Rồi mình suy ra được x mình sẽ bằng là a mình trừ cho 1 phần a, được chưa? Được không? Yeah. Vậy điền đáp án vào đầu tiên x intercept ha sẽ là ghi đáp án sẽ là a nè, trừ cho 1 phần a. Ok ha. Yeah. Rồi tương tự là mình đi tìm là đây là mình làm theo kiểu trừ luận nha. Ha. Y nè intercept. Y intercept thì mình được x bằng 0 nha, mình tưởng tượng nè. Đây là vụ điểm intercept này, x bằng 0 này, thấy chưa? Thì mình sẽ được là y mình sẽ bằng là 1 chia cho là 0 mình trừ cho a. Mình cộng cho a. Ok chưa? Và mình có luôn là bằng luôn là a thì là nó trùng nhau rồi ha. Rồi a nó trừ cho là 1 phần a. Rồi, có gì thắc mắc không? Rồi confirm đi chứ mình ha, confirm thế nè, sai thì báo ha, đúng rồi thôi. Đúng ký tự đi luôn nha. Ok, rồi ok mình xóa nha, kết quả mình đi rồi ha, ok nha. Rồi. Yêu cầu giải thích là why smallest value của x intercept can have là 3 phần 2. Nha. Tức là mình đi tìm giá trị nhỏ nhất của thằng đó là bằng 3 phần 2. Okay. Rồi bây giờ mình đi tìm lại trong trường hợp này là mình xét x intercept nha, được chưa? Được không? Thì tức là mình đi xét x intercept thì bây giờ nó bằng cái này, được chưa? Được không? Mình coi nó là một cái hàm thi biến a, tức là mình có là mình xét x intercept này, x câu 2b nha, x intercept thì nó bằng cái đó thì mình coi nó là một hàm thi biến a nha. Chữ f là ở trên mình dùng rồi, g ở đây mình có rồi, nó dùng chữ h, còn không thích là dùng chữ f cũng được, đây f đi ha, f chưa dùng mà, f là hàm thi biến a nó bằng là a mình sẽ trừ cho là 1 phần a. Ok chưa? Yeah. Rồi bây giờ mình đi khảo sát hàm này và mình thấy rằng là mình đi tìm giá trị là minimum value nha, nó bằng là 3/2, chưa? Tức là cái câu này là cái câu mà đi tìm minimum á, mà người ta cho mình kết quả rồi nó bằng 3/2 thì mình làm phải bằng 3/2. Ok chưa? Không? Yeah. Rồi đầu tiên mình chỉ có chỉ ra cái đơn này, đơn của f nè, a này, đơn của f tức là điều kiện của a đó, đây a đây ha, đi từ 2 đến infinity, ok ha. Rồi mình đi tính là f phải a ha, mình chú ý là a là variable nha, chú ý nha ha, thì sẽ bằng là 1 mình cộng cho là 1 a bình phương, có ý thấy không? Yeah, không. Rồi mình giải phương trình mình vi đồng nha, được là a bình phương mình cộng 1 mình chia cho a bình phương, ok chưa? Dạ. Yeah. Rồi thì trong trường hợp này mình sẽ ra được là mình tiếp tục giải phương trình là f phẩy a bằng 0. Bằng 0 là cái tử bằng 0 mà cái tử nó luôn lớn hơn 0 nên phương trình này là no solution. Ok chưa? Ghi đầy đủ nè ha. A bình nó dương rồi mà nó cộng 1 thì nó càng dương nữa thì nó không thể nó bằng 0 được nên cái này sẽ là no solution. Ok chưa? Và những giá trị mình tính là chỉ tại hai biên thôi. Đầu tiên là mình đi tính là f tại 2. Mình lấy 2 mình xếp vào, mình được là 3/2. Được chưa? Yeah. Ok ha. Mình có thêm là f tại vô cùng nữa ha. Ok không? Mình có f tại vô cùng nữa nha. F tại vô cùng. Yeah. Vô cùng thì mình được là 1 mình chia vô cùng mình bằng 0 này. Gọi là vô cùng chia cho 0 nó bằng vô cùng. Ok ha. Lại này nha, mình lấy vô cùng mình xúc vô nè, thì cái này nó ra vô cùng, cái này là 1 chia vô cùng thì nó bằng 0, vô cùng chia 0 thì bằng vô cùng, ok chưa? Yeah. Vậy mình chia ra là small, mình so sánh hai cái này, thằng nào nhỏ nhất là nó sẽ là minimum, tức là smallest value đó. Đó, mình có được điều khoản chứng minh. Cái này là mình muốn, thực tế nó có rất là nhiều cách nha, nhưng ở đây mình muốn làm một cách duy nhất thôi để mình đồng nhất từ đầu đến cuối nó như thế. Ok chưa? Có gì thắc mắc hỏi đi. Dạ không. Rồi tiếp tục ha.
yêu cầu mình vị hình ha. Ok, vị hình thì mình label rồi mình sẽ là đi sâu các thằng á xanh thông, được chưa? Thằng này rồi nó vô tình nói chung là nãy cái mình đã ôm lý thuyết rồi ha, nha, nhìn ha. Ok, rồi mình làm luôn ha. Ok. Mình chú ý là mình chỉ vẽ cái thằng A nó lớn bằng 2 thôi nha, nha. Rồi. Bắt đầu mình vẽ. Đầu tiên là mình sẽ đi tìm những cái thằng asymptote trước nha, vì asymptote nó quan trọng nha. Câu 2B. Dựa theo lý thuyết mình học lúc nãy đó, mình sẽ được là vertical asymptote. Mình có được là x bằng A. Ok không? Có thể nhìn chỗ tập cho mình để ghi ha. Và horizontal asymptote. Có luôn là y cũng bằng a ha. Đây, nó yêu cầu mình sâu any asymptote nè, nhìn vô đáp án thì đúng chưa? Ok thì vậy ha. Ok vậy ha. Rồi. Rồi đầu tiên là mình vẽ hai cái thằng asymptote trước ha. A là nó đi từ 2 nha, nên mình cho một giá trị bất kỳ mình vẽ, mình cho A bằng 3 để cho dễ vẽ ha. Cho bao nhiêu cũng được, lớn 2 là được nha. Ở đây là 2 nè. Ở đây là 2 nè. Chưa? A mình chưa có giá trị, bây giờ mình cho A bằng 3 đi, cho thoải mái nha. Thôi mình cho A bằng 2.5 đi, cho nó nhỏ lại một xíu ha. Cho bao nhiêu cũng được nha, đúng nha. Mình cho A bằng 2.5 thì mình tưởng tượng nó nha. A bằng 2.5 á thì mình sẽ có được là x bằng 2.5. Thì nó sẽ là đường thẳng đứng. Nhìn chút kỹ ha. 2.5 đây. Cho mình cho 3 cũng được nha. Nhưng mà thấy nó hơi cao cao đó. Mình control là bước cho nó nhỏ lại. Tương tự là mình cho A bằng 2.5. Thì chỗ này sẽ là Y bằng 2.5. Ok chưa? Nhìn ha. Y cho đầy đủ nè. Đây là Y nó bằng A nè. Đây là X nó bằng A nè. Được chưa? Vì điều kiện A nó phải lớn bằng 2 đó, mình muốn chọn 2 mình làm cũng được, mình vẽ cũng được nha. Cho sao cũng được, nó thoải mái, điều kiện lớn bằng 2 là được nha. Đó. Rồi tiếp tục. Mình đi bắt đầu mình vẽ nha, mình bắt đầu nè. Ở đây là giao điểm của x intercept rồi nha. Vậy mình có được giao điểm sẽ là 0. Mình sẽ có là A nè, tức là giao nó cắt đó, A trừ cho 1 phần A và 0, được chưa? Và ở đây mình sẽ có được là 0 và A trừ cho 1 phần A. Ok chưa? Rồi vì mình có phân số nên chắc là mình sẽ cho nó bằng là 2 cho mình dễ vẽ ha. Nha, mình đưa xuống cho nó đẹp đẹp xíu. Rồi, mình tưởng tượng nha. 2 ô của mình là A nha. Đây là A nè. Nha, mình vẽ vì nó có phân số nè, để mình cho nó đẹp xíu. Mình tưởng tượng nha, 2 ô là A nha. Ok ha. Đúng không? 2 ô là A. Tức là A nó đang bằng 2 đó nha. Yeah. Mình cho để mình dễ vẽ, mình chia rồi chia cái đồ thị cho nó đẹp thôi, chứ có gì. Rồi x bằng A bằng A đây, rồi xong ha. Rồi. Mình bắt lại cái bắt đầu mình đi vẽ cái tọa độ này nha. Ok không? Yeah. Rồi mình nhìn vô. Yeah. Khi mà cái thằng A bằng 2 á thì chỗ này mình sẽ được là 3/2. Và không ha, được chưa? Ok không? Ha. Rồi x bằng 3/2, y bằng 0. Rồi chấm cái điểm này quan trọng đó. Rồi x bằng 3/2, y bằng 0. Nó nằm chỗ đây. X bằng 3/2, y bằng 0 là tức là 1.5 này ha. Dạ. Rồi x bằng 0 thì y bằng 3/2. Xếp chỗ đây là cũng là 3/2 này, xếp chỗ đây luôn này ha. Là 0/3/2. Ok ha. Rồi. Đặt điểm nó đây, 0/3/2 đây. Được chưa? Rồi mình nói lại nè, mình nói lại nè. Những cái đường tìm cận là nó có khái niệm là nó bám vào thôi nha, chứ không bao giờ chạm vào nha. Đó, được chưa? Được không? Yeah. Rồi tiếp tục, bây giờ mình tương tự nha. Có thể là coi thử mình phân tích đó, có thể nó còn nhánh bên này nữa không nha, để mình phân tích nha, nha. 4A, 5A.
Rồi. Ok, rồi mình phân tích là để mình coi thử có nhánh này nữa hay không nha. Thì thử nó sẽ có hai nhánh. Coi trong trường hợp này mình có nhánh nào nữa hay không ha. Rồi, trong trường hợp này mình giả sử như là phân tích này có thể có nhánh này nữa hay không nha. Nhánh này là cho là a bằng 5, a bằng 6, hình như là không có nhánh này đâu ha. Đúng không? Ví dụ như là a bằng 6 đây. A bằng 6 thì nó cũng là ở bên trái ha. Rồi, a bằng 0, a bằng trừ 1. Rồi, a bằng 1 phần 2 là hướng nhỏ hơn. Rồi, hình như là chỉ nhánh này thôi đúng không? Check solution thôi. Ha. Thông thường là nó sẽ có thêm cái nhánh này nữa. Dạ, có này. Có đúng không? Có phải không? Nha. Dạ. Là mình phải, do là ở đây mình sẽ lấy như thế nha. Chắc là mình sẽ vẽ thêm nhánh nữa. Được, coi nhánh ở dưới đúng chưa? Ha. Dạ đúng rồi. Rồi, 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 rồi nha, là cái đồ thị nó sẽ đối xứng qua cái điểm màu đỏ nè. Điểm màu đỏ là điểm giao điểm của hai đường tìm cộng, được chưa? Nên bây giờ mình phải vẽ thêm một cái đường đối xứng nữa. Nha. Mình đang tìm cách là loại đi nhưng mà mình không có thấy dấu hiệu để mình nó loại nên mình đang confused đó ha. Nên là nó có đó nha. Không có bất kỳ dấu hiệu nào loại cả ha. Ok chưa? Ha. Yeah. Rồi nhìn thắc mắc hỏi nha, mình label lên nè. Label lên chỗ này sẽ là 0 nè. Và nó hơi dài chỗ này nha. Này là x bằng 0 đó, là 0 nè. A trừ cho 1 phần A. Nhất chắn lại là trong đầu mình mặc định là A bằng 2 để cho mình dễ vẽ đó nha, mình tính tỷ lệ cho nó chính xác. Màu đỏ tiếp rồi nha. Là A trừ cho 1 phần A và 0 nha. Yeah. Điểm này là điểm giao của hai đường tìm cộng là AA ha. Đó. Ha. Rồi, không mắc gì nữa nha. Ha. Rồi, vậy là xong được câu A nè, xong được câu B nè, xong được câu C nè. Rồi chết đi, hai đường tìm cận có phải là x bằng a y bằng a không nha. Dạ, yeah, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình nhìn trên hình vẽ đó, mình sẽ chỉ ra được là maximum domain của g nè. Thôi nhìn vô cái hàm nữa nè nha. Nghe nè. Nha. Là gọi là đơm của g đó. Thì nó sẽ bằng cho mình là negative infinity cho đến a, nên lấy a ra nha. Vì a tại a thì dưới mẫu nó bằng 0, nó không có xác định nha. Rồi, confirm câu 2 2D đi ha. Đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Ok ha, tiếp tục ha. Rồi. Câu tiếp tục 2D xong rồi nha. Câu 2E ha. Ok ha. Câu 2E thì mình sẽ dùng tiêu chuẩn là người ta gọi là, để mình chờ xíu nha, mình check xem không mình nhầm. Nó có hai cái là. Do mình phải dùng cái hình chứ mình không dùng số nha, nên là mình phải dùng cái tiêu chuẩn ha. Dạ. Rồi mình sẽ dùng tiêu chuẩn là horizontal ha. Gọi là horizontal line. Như là horizontal test ha. Horizontal test. Horizontal test tức là mình sẽ kể một cái đường nằm ngang. Nhìn ha, đúng không? Cho nè, ha. Đường thẳng nha, nhìn nha. Mình cho cái đường thẳng này nó chỉ lên chỉ xuống, coi chưa? Dạ. Được không? Nếu cái đường thẳng này nó chỉ cắt là tối đa là một điểm thôi thì là nó chỉ là one to one. Còn nó tồn tại một chỗ nào mà nó cắt hơn hai điểm thì nó không phải là one to one. Nhớ cái rule nha, ha. Được không? Nhắc lại nha. Cái tiêu chuẩn của mình á là mình cho cái đường là horizontal line á nó chỉ lên chỉ xuống. Được không? Ha. Mà mình thấy rằng là tồn tại một cái chỗ nào mà nó cắt hơn một điểm thì không phải. Mình cho nó chạy nha, mình thấy rằng là không có bất kỳ chỗ nào mà nó cắt hơn một điểm cả, được chưa? Không. Màu đỏ là cái graph của mình á, được chưa? Và đây mình cứ luận by horizontal line test ha. Rồi chết thì nó bật quanh cho qua ha. Dạ. Ok ha. Rồi xong câu E ha. Câu F. Câu F nó yêu cầu là mình hãy vẽ đi cái thằng là G trừ 1 nha. Và đi tìm cái ru của nó ha. Mình đi tìm cái ru trước rồi mình vẽ sau ha. Nha.
Rồi, đi tìm rule thì mình nhìn cho cái phương trình nha, mình interchange nha. Ok, mình vẽ xong ạ. Rồi mình đi tìm cái rule trước nha, mình viết lại cái góc của mình nè. Là con này có hai f ha. Là y nè, mình bằng là 1, mình chia cho là x trừ a mình cộng a. Được không? Mình có là x với y mình interchange nè. Interchange mình gọi là đổi vai trò cho nhau á. Mình được là x nè, mình bằng là 1 phần của là y trừ cho a mình cộng cho a, được chưa? Rồi mình chuyển qua mình được là 1, mình chia cho là y trừ cho a, mình sẽ bằng là x mình trừ cho a. Mình dịch đảo à. Mình được là y trừ cho a mình bằng là 1 chia cho là x trừ cho a. Mình chuyển a qua bên kia thì mình có được phương trình hàm ngược ha. Mất có một kết quả thôi nên không phải loại đâu. Nha. Yeah. Nhìn nó giống nhau y chang ha. Ồ đúng không? Hả? Không, nhìn nó giống ha. Đâu có khác nào đâu. Rồi đi coi lại có cái sai đâu không nha, nó giống hay là hơi gần như nha, được nha. Rồi, y bằng là 1 chia x chia a cộng a, rồi đầu tiên là mình interchange này ha, y thành x thành y nè. Rồi cái này mình giữ nguyên, mình chuyển sang là trừ a đúng rồi nè ha. Rồi tiếp tục mình nghịch đảo nha. Rồi đúng rồi ha, được nha. Hai phương trình này nó như nhau, ok chưa, ha. Dạ. Confirm thấy đúng không, đây là hàm ngược nè, thì đây mình dạ, sẽ được kết quả nè. Rồi mình sẽ được là y bằng f g nha, gọi g ha, g trừ 1 x nè, mình sẽ bằng là 1, mình chia cho là x trừ cho a cộng cho a. Ok ha, đây, không, rồi bây giờ mình vẽ, mình sketch lên, nè, mình sketch thì cái đường này nó sẽ đối, gọi là nếu mà cái hàm nó giống nhau thì đồ thị nó cũng y chang rồi, thì không cần vẽ đâu, nhá, mình kết luận rằng là hai đồ thị nó giống như nhau, không, không, dạ. Đúng không, phải không, nó cũng kết luận vậy đúng không? À. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi đó. Rồi chắc là còn hai bài này là cái gì em có solution em đọc em tham khảo đi ha. Thắc mắc gì thì hỏi ra. Dạ. Là những bài này là những bài nó cũng bài 3 nè, bài 3 bài 4 ha. Rồi bài 4 cái gì đặc biệt không? Bài 3 đề 3A nha. Đó. Bài 3A, bài B, bài C. Tìm B sao cho phương trình là có là ít nhất h cái này. Rồi để mình ghi luôn giải nhanh cái bài 3B này xíu ha. Đọc lại cái bài 3 là chỉ có nhiêu đây thôi đúng không? Không có gì nữa hết đúng không? Phải không? Đúng không? Còn khúc nào trước không? Chắc còn khúc nào khúc trước đúng không? Không, ý là cái đề ở phía trước nó nữa đó. Là nó có CD, có ABC nữa chứ. Không, có ABC nữa, ABC nữa chứ. Nó phải có là đề bài rồi, đề chú ý là ý là mình copy đề bị thiếu đó. Nó có thêm khúc này nữa. Đây. Ok, cố gắng giải nốt câu này luôn ha. Cố được. Rồi, nó cho mình là cái hàm như thế ha. Rồi, nó yêu cầu mình là hãy đi tìm F phẩy. Nó cho mình dưới dạng U cộng V đó. Yêu cầu tìm U và tìm V nha. Okay, ha. U V là constant nha. Nha. Tức là mình phải biến đổi cho nó về dạng này. Rồi mình bóc ra U V. Được chưa? Rồi, vậy bắt đầu mình phân tích ra nha. Thì bây giờ mình coi cái này là một cái hàm nè. Thì khi derivative á thì mình sẽ là bỏ được thằng này, ok chưa? Nên thực tế là chỉ derivative thằng này thôi, ok chưa? Bởi mình viết này nha, 3a này nha. Mình được là f(x) nè, thằng sau là hàng số mình bỏ luôn nha. Mình sẽ bằng này ha. X trừ 1 bình phương derivative. Mình nhân cho là x trừ cho 2. Mình cộng cho là bên trái xíu cho nó đủ chứ không mình chen vô mất công. Rồi mình cộng cho là x trừ cho 1 bình phương, mình nhân cho là x trừ cho 2 derivative. Ok chưa? U phẩy nhân V trừ cộng cho U nhân V phẩy. Ok chưa? Thằng số 1 là constant bằng 0 nên mình bỏ luôn. Ok chưa? Rồi. Mình làm nháp thằng đầu tiên, mình áp dụng bao bộ rule, mình được là 2 mình nhân cho 1, mình nhân cho là x trừ 1 bình phương. Hiểu không? Hiểu. Vậy mình điền lên mình được là 2, đây là 41 chứ không phải 2 đâu à. 2 mình nhân cho là x trừ cho 1 nhân cho là x trừ cho 2, ok không? Ok không? Yeah. Rồi cái sau thì cái này nó bằng 1 bỏ đi, mình chỉ được là x trừ cho 1 bình phương thôi, được chưa? Rồi, nếu yêu cầu cái form này thì mình sẽ rút x trừ 1 là một câu bình factor. Bên trong này mình được là 2 mình nhân cho là x trừ cho 2 mình cộng cho 1. Không, mình cộng cho x trừ 1 ha. Rồi, có gì thắc mắc hỏi ha?
không. Rồi bây giờ mình đi trúng gọn. Cái này mình sẽ được là 2x trừ cho 4 cộng cho x mình trừ cho 1. Ok không? Dạ. Thì mình được là 3x trừ 5. Ok chưa? Ha. Dạ. Rồi khúc sau là 3x trừ 5 nha. Vậy cái này sẽ bằng là x trừ cho 1 nhân cho là 3x trừ cho 5. Ok ha. Dạ. Từ đó mình nhìn vào thì mình được u và v. Vậy u của mình nó sẽ bằng 3 và v của mình sẽ bằng là trừ 5. Ok chưa? Dạ. Rồi thắc mắc gì hỏi đi hả? Dạ không. Rồi ngó vô solution đi, coi thế nào đi hả? U, dạ đúng rồi. U bằng 3 và v bằng 5 ha. Rồi. Nó cho mình là cái form của cái thằng là Turning Boy. Nó cho mình là tọa độ của Turning Boy nè. Là đây. Ha. Bây giờ nó yêu cầu mình hãy đi tìm giá trị AB. Ok chưa? Ha. Dạ. Thì Turning Boy á, tức là ở đây, đây là những cái thằng x nè. Được chưa? Ok không? Dạ. Và Turning Boy là nghiệm phương trình là f phải bằng 0. Ok chưa? Được không? Dạ. Vậy cùng B nè nha. Giải phương trình f phải bằng 0 mình được là f phải bằng 0 nè. Thì mình được là x trừ cho 1 nhân cho là 3x trừ cho 5 bằng 0. Được chưa? Dạ. Thì đây là phương trình cách mình giải được là x bằng 1 và x nó sẽ bằng là 5 phần 3. Được chưa? Dạ. Ok, bây giờ mình sắp 1 vào nha. Mình sắp 1 vào, nếu mình ra được 1 thì A sẽ bằng 1. Đó, ok không? Còn mình sắp 1 vào nó bằng 23 phần 7 thì B sẽ bằng 1. Ok chưa? Ha. Sắp 1 vào nè. Sắp 1 vào thì cái này bằng 0. Thì kéo theo tổng cái này bằng 0 luôn, vậy bằng 1. Bằng 1 đúng chỗ này rồi nè, được chưa? Vậy đáp án cái này sẽ là A mình bằng 1. Thì mình kéo theo được là thằng B của mình sẽ bằng 5 phần 3. Rồi, confirm đi ha. Dạ đúng rồi. Ok ha. Tiếp tục. Tìm giá trị của B sao cho là phương trình này nó có đúng một nghiệm, được chưa? Ok, của B ha. 3C. Fx bằng b, tức là bây giờ mình cho thằng fx mình bằng b, được không? Ha. Dạ. Rồi mình sẽ lập ở đây mình được là phương trình bậc 3. Ok, vậy mình sẽ tách ra như sau nha. Nhìn nha. Phương trình bậc 3 thì mình không thể nào dùng máy mình bấm được. Ok chưa? Không thể lập delta được. Mình nhắm nè, fx nè. Khi mình phá nha thì mình được một phương trình bậc 3, được không? Dạ. Ok không? Ha. Và trong trường hợp này mình sẽ có được là mình đi cho cái dạy cho lập cái hệ này, một cái đường là y nó bằng nè là x trừ cho 1 bình phương, đây sẽ là x trừ cho 2 cộng cho 1 và y bằng b. Tức là nghiệm của phương trình này, tức là số giao điểm của hàng này. Ok chưa? Được không? Thì mình dùng vào cái đồ thị á, là dùng graph đồ thị á, là mình có được đồ thị của hàng này. Ok chưa? Mà y bằng b á, là nó sẽ là một đường thẳng. Ok chưa? Được không? Rồi, mình sẽ cho đường thẳng này mình chạy lên rồi mình chạy xuống. Mình thấy rằng là chỗ nào nó cắt một nghiệm á, thì đó là giá trị của b. Ok không? Được không? Vậy kỹ nha. Mình cho B chạy lên chạy xuống mà. Được không? Hả? Đó. Rồi mình đi tìm giá trị B. Mình giả sử nè. Giả sử nè nha. Đây mình giả sử nha. Mình vẽ chỗ này chút nè. Mình giả sử đây là đồ thị của thằng FSD. Mình giả sử thôi nha. Được không? Yeah. Rồi mình chấm cái điểm này cho dễ nè. Ở đây là bằng nhau nè ha. Đây là 4 đi. Chưa? Này bằng nhau này ha. Này là 1 đi. Ok chưa? Thì mình giả sử đây là hàm fx, đồ thị của nó nè, được chưa? Thấy không? Rồi mình kẻ đường màu đỏ nè, mình cho nó chạy lên chạy xuống nè. Mình pick up chỗ nào mà nó chỉ cắt một điểm thôi, được chưa? Mình nhìn vô. Đây là y bằng b nha, được chưa? Ha. Thì mình thấy rằng là one solution á, mình sẽ được là b nè. Nó phải là lớn hơn 4. Nhìn vô nha, nè, nhìn vô nè, lớn hơn 4 nè, nó chạy lên tới đây nè, đúng không? Nè. Được không? Bằng 4 thì nó cắt tại đây nè, và tại đây nó không được, hiểu không? Hả? Ok không? Yeah. Hoặc nha, là dưới này, ở đây bằng 1 thì mình thấy rằng là nó phải là nhỏ hơn 1. B nhỏ hơn 1. Hiểu không? Hả? Yeah. Đó. Là xong. Do bài đây là mình không có máy tính để mình vẽ đồ thị, mình vẽ tay thì nó lâu, đúng nha. Nên những câu này là cho cần máy tính, đúng nha. Ở đây mình giả sử là FX nó có cái đồ thị thế này nè, mình nhìn cho đồ thị mình vẽ. Mình cho y bằng b là đường nằm ngang, mình chạy lên chạy xuống, chỗ nào mà nó cắt một điểm thì mình lấy. Ok ha. Dạ. Rồi. Ok ha, tiếp tục ha. Nốt cái bài CBD luôn ha. Rồi.
Rồi nó yêu cầu mình là hãy miêu tả cái chuỗi transformation mà từ cái thằng y bằng fx này mình đạt được là y nó bằng là f của x trừ 2, được không? Dạ. Yeah. Này dễ à, ngon nha, mình viết nè. Đây là y bằng fx nè. Dưới này thì mình coi là y phẩy nha, mình viết thành là cái này là cái ảnh nè, được chưa? Mình coi là y phẩy nè. Bằng là f của là x phẩy nè, mình chia cho 2 nè, mình chia cho 1, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ biến thành là giống nhau rồi mình đồng nhất nha, tức là y nó bằng fx nè. Thì cái này mình được là y phẩy nè, mình cộng cho là 1 nè, bằng là f của x phẩy nè, mình chia cho 2 nè, được chưa? Dạ. Vậy mình đồng nhất nè, mình sẽ được là x phẩy mình chia cho 2 thì mình bằng x, rồi y phẩy mình cộng cho 1 thì mình bằng là y, được chưa? Dạ. Vậy mình suy ra là x phẩy mình sẽ bằng là 2x, còn y phẩy mình sẽ bằng là y mình trừ cho 1, ok chưa? Yeah. Vậy general là từ x y nè, mình tạo thành x và y phẩy, tức là tạo thành là 2x nè và y mình trừ cho 1, ok chưa? Yeah. Vậy mình sẽ có hai cái thằng transformation. Đầu tiên là mình translation nè, translation không 2x mà 2x là phải là dilation nha. Dilation nha, factor of nè, of là 2 nha, from. Mình nhìn vô nè, được chưa? Lên xuống nè, thì ứng với thằng này á, là thằng x không đổi nha, tức là trong trường hợp này là mình lại x nè, đây là y nè. Nếu from x exit á, nhìn from x exit nha, được chưa? Thì thằng x nó không đổi, mà do trong trường hợp này thằng x thay đổi nên sẽ là from y exit, ok chưa? Mình phân tích này, tại sao forum y exit nè, đây là điểm gốc nè, chạy qua phải chạy qua trái nè, tức là forum y exit, tức là chọn y exit làm chuẩn. Thì mình thấy rằng là y nó không đổi, x nó bị thay đổi hết chưa, chỉ sang phải đã thay đổi nó thành 2x, được chưa? Yeah. Factor 2 nha, forum y exit, xong nha, tiếp tục nha. Từ y mà tạo thành y trừ 1 là mình sẽ là translation ha. Translation là 1 unit ha. Không? Ha. In ha. In là negative direction ha. Mình confirm đi ha. Dạ đúng rồi. Của cái thằng là DX. Tức là negative là đi xuống đó, đi xuống một đơn vị là xong rồi đó ha. Rồi. Mình căn cứ vào cái chuỗi này, mình có được cái ok chưa? Ha. Dạ rồi. Ok ha. Rồi, bắt đầu ha. Rồi tiếp tục ha. Mình nhìn vô cái đồ thị góc hồi nãy mình á, góc hồi nãy mình là có là x axis bằng bao nhiêu ta? Đầu tiên là cái hình góc nào, đầu tiên mình xét là y bằng fx ha. Ở đây là x intercept tức là giao với lại trục của x. Mình đang làm câu 3e nha, được chưa? Dạ. X đầu tiên là mình phải đi tìm là x axis góc ha. Đầu tiên là mình xét nè. Là x intercept là đề nãy giờ mình chưa giải nên mình đi tìm nha. X intercept thì cái này là ứng với y bằng 0, tức là mình phải cho là x trừ 1 bình phương nhân cho x trừ 2 cộng cho 1 bằng 0, được chưa? Yeah. Này là phương trình bậc 3 nó lễ, em đọc chút đáp án của mình ở đây ra bằng bao nhiêu đi, cái góc đó nha. Nha, còn không có máy tính bấm à? Yeah. Có giải em không thì lấy máy tính bấm ha. Dạ yeah, không có thầy. Tức là nói chung là bây giờ mình giải phương trình này nè, ok nha. À, mình giả sử đi ha, cho mình bây giờ làm có máy mình bấm nha. Máy này là nó không có giúp đỡ cho mình được cái bậc hai được, mà nó chỉ giúp mình được là bậc tức là máy của mình chỉ là bậc hai thôi, bậc ba nó bấm được. Bây giờ là bậc ba nha, ha. Bạn bấm giúp cái này bậc ba, mình giả sử nha là mình ra được x bằng 1 đi, được chưa? Cái này là mình xong thôi nha, được chưa? Ha. Cho sau để mình bấm luôn đi, mình phòng mình bấm đi cho nó ra cho nó rõ ràng, mình confirm là đáp án đi. Giải phương trình rồi bắt phương trình không vậy?
equation đó. Rồi bạn đọc giúp mình cái phương trình mà bạn vừa chép á. Phương trình cũng là cái đề đó, như là x trừ 1 bình phương phải không? Dạ. Đây là x trừ 1 bình phương, x trừ 2 cộng 1. Đầu tiên là mình phải đi tìm đứng với ứng với cái hàm góc trước. Rồi nó chỉ sắp xỉ là 0.2451 ha. Nha. Gì nè. 0.2451. Ok chưa? Được không? Đó, bây giờ mình tìm mình nhìn vô cái này nè. Đó, mình nhìn vào cái phép biến đổi chỗ x đi. Đây ở đây là x thôi. Và mình nhìn vô x nó trở thành 2x nha. Và mình xin ra được đáp án của câu 3E đó. Mình nhân 2 lên, vì x cũ nó trở thành 2x nè. Mình nhân 2 lên. Vậy x mình sẽ bằng là lấy cái này nhân 2 nha. Hai không chín bốn 0.4920 à. Rồi bạn confirm đáp án đi ha. 4.2 nha. A trong solution là x bằng 2 với x bằng 4. Vậy là mình giải phương trình sai rồi bạn. Mình phương trình gốc thôi ha. Mình bấm lại phương trình gốc thử x trừ 1 bình phương x trừ 2 cộng 1 á. Đây x trừ 1 bình phương x trừ 2 cộng 1 đây. Có bị sốc nghiệm không anh? Bị sốc nghiệm không ta? X trừ 2 x trừ 1 bình phương nhân cho là x cộng 1 bình phương. Giờ hai cái này nó giống nhau nè. Giờ hai cái này nó giống nhau, cái này giống nhau nè nha. Nên là mình sẽ đi tìm là mình sẽ đi tìm cho cái thằng là f trên này. Rồi mình nhân 2 lên căn cứ vào phép biến đổi đó ha. Còn cái solution là x trên 2 trừ 1 mũ 2 nhân cho x trên 2 trừ 2. X trên 2 trừ 1 mũ 2 x trên 2 trừ 2. Nhìn vô cái phép biến đổi nha. Cái phép biến đổi ở đây nó cộng 1 mình trừ cho 1 nữa, mình chuyển sang. Mình tìm cái hàm góc. Mình dịch lên rồi mình dịch lên rồi mình xuống thì nó không cắt rồi. Để mình nhẩm xuống. X trên chính xác. Rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ đi tìm để làm nhanh ha. Mình sẽ đi tìm cái bây giờ này nó có rồi nha. Mình sẽ đi tìm đúng cái phương trình của này luôn ha. Rồi mình nhìn vào phương trình mình đọc ha. Rồi mình nhìn vô này ha. Yeah. Bây giờ cái này mình tráo lại, tức là bây giờ người ta cho mình là phương trình của thằng góc rồi. Bây giờ mình chia ra FI. X nè mình sẽ bằng là x phẩy mình chia cho 2. Rồi y thì mình sẽ bằng là y phẩy mình cộng cho 1. Ok ha. Yeah. Rồi mình xếp vô nè. Mình được là y phẩy mình cộng cho 1. Mình sẽ bằng là x phẩy chia cho 2 trừ cho 1 bình phương nhân cho là x phẩy chia cho 2 trừ cho 2 ha. Rồi nó cộng cho 1. Ok chưa? Rồi mình viết gọn lại mình được là y phẩy mình bằng là x phẩy chia cho 2 mình trừ cho 1 bình phương nhân cho là x phẩy chia cho 2 mình trừ cho 2. Ok chưa? Yeah. Rồi mình bỏ dấu phẩy đi là mình được cái phương trình của ảnh. Ok chưa? Ha. Yeah. Rồi để đi tìm x đắc trị ra là mình cho y bằng 0. Nha. Y bằng 0 tức là cái này bằng 0. Cái này bằng 0 mình được hai nghiệm là x chia 2 trừ 1 bằng 0 và x chia cho 2 trừ cho 2 bằng 0. Ok chưa? Yeah. Cái đầu là mình được x bằng 2. Cái sau mình được x bằng 4 ha. Ok, xin chào 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 nha. Dạ đúng rồi. Ok, rồi cái gì thắc mắc thở đi ha. Dạ không. Ok, rồi còn bạn cuối là cái gì bạn tham khảo bên solution nha. Cái gì thắc mắc thì nhớ lên hỏi ha. Ok ha. Dạ. Rồi, bye bye nha. Dạ. Rồi.